một khoản có thế online tu tiên du thủ, mà người thể nghiệm tu tiên hai vạn năm vui sướng. Dương Trần tại cẩu đông mua cái điện thoại di động màng mà thôi, vậy mà rút được tu tiên thủ du hẹn trước túi quà, sung sướng cũng từ một đêm này bắt đầu. Tiểu thuyết máu chốt Online tu tiên hai vạn năm không đạn cửa sổ, online tu tiên hai vạn năm TXT toàn tập đao loạt, online tu tiên hai vạn năm mới nhất chương độc. Chương 1 Mới du lịch gói quà bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Quà tặng mới khổ học 4 năm công trình thủy điện, trăm triệu lần không nghĩ tới, sau khi tốt nghiệp đế đô làm phần mềm vận hành. Sau khi Dương Trần gặp phải một ngày khách hàng oanh tạc túi quà lớn, bước chân nặng nề trở về phòng trọ. Tin nhắn nhắc nhở anh có chuyển phát nhanh, ở tủ chuyển phát nhanh phong xào của tòa nhà số 5. Mở nhật ký đơn đặt hàng của cậu đông ra, mình không mua gì cả, chỉ có ghi chép thu nhập của một màn điện thoại di động ngày hôm trước màn công nghiệp hóa cũng đã sớm ký nhận mang theo vẻ mặt nghi hoặc cực không tình nguyện bò đến tủ chuyển phát nhanh sau khi nhập mã lấy hàng một cái rương nhỏ ở giữa mở ra là một hộp đóng gói rất nhỏ bên trên viết dương tiên sinh ký nhận đúng là số điện thoại của mình đây là cái gì trở lại căn hộ cho thuê căn phòng lớn cho thuê là loại rẻ nhất một cái giường một cái bàn một bình đun nước trên bàn, không hơn. Sinh viên vừa tốt nghiệp, có chỗ ở đã là không tệ rồi, ít nhất không đòi tiền trong nhà, tiền lương ít ỏi miễn cưỡng nuôi sống chính mình. Ném điện thoại di động lên giường, mở hộp chuyển phát nhanh ra, là một cặp kính nửa trong suốt. Ai đã mua kính này? Dương Trần nghi hoặc càng đậm, bỗng nhiên nghĩ đến mua điện thoại di động màn thời điểm, tại Cẩu Đông rút được du thủ đại lễ bao, vội vàng mở ra chuyển phát nhanh trên hộp tin tức đúng là tu tiên du thủ tặng phẩm. Trò chơi 3 d Lòng hiếu kỳ của Dương Trần được nhắc tới, bắt đầu quét mã hai chiều trên bản hướng dẫn tải xuống trò chơi. Biết phim của một số giáo viên là tài nguyên VR, có thể dựa vào kính VR để xem, cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ tương đối khá, vì thế còn cố ý mua một cái kính VR rẻ tiền để thử. Ông ý nghĩ thử một lần, đối với trò chơi này càng chờ mong thừa dịp điện thoại di động tải xuống túi tài nguyên, nhìn bản thuyết minh của kính mắt. Đây là một sản phẩm công nghệ mới, bên trong kính mắt cấy chip trò chơi, kết nối Bluetooth với điện thoại di động, giao diện trò chơi chia làm hai phần. Điện thoại di động chỉ hiển thị thông tin cơ bản của nhân vật, cùng với hướng đi giao dịch của vật phẩm, trên chip cấy trong kính bao gồm bản đồ mô phỏng thế giới trò chơi. Sau khi mở kính, có thể thông qua máy cảm ứng khảm nạm trên khung kính tiếp nhận sóng điện não của người chơi căn cứ vào tư tưởng thực tế để khống chế nhân vật trò chơi, đắp nặng một thế giới ảo có độ chân thực tương đối cao. Mấy cảm ứng kính mắt còn có thể phóng thích sóng điện não tần suất ngang nhau, dùng để quấy nhiễu tư duy của người chơi, mô phỏng xúc giác, đau đớn, khứu giác, có thể nói là lần đầu tiên khoa học kỹ thuật mới xuất hiện. Dương Trần không quá tin, một cái nho nhỏ kính mắt phiến, liền có thể đạt tới thực tế ảo năng lực, bình thường xem game online tiểu thuyết, hoặc là trò chơi mũ giáp, hoặc là trò chơi thương, hay là lần đầu tiên nghe nói trò chơi kính mắt. Xem điện thoại di động tải xuống xong, kích hoạt kính mắt, sau khi kết nối Bluetooth, đeo theo trình tự hướng dẫn sử dụng. Nằm thẳng trên giường, tìm một vị trí thoải mái, mở trò chơi. Trong cặp kính nửa trong suốt trước mắt hiện lên một chút ánh sáng, sau đó tầm nhìn chợt rộng rãi, ngửi được một cổ khí tức tươi mát. Dương Trần Phi thường tin tưởng ngửi được mùi vị, đây không phải phòng trò chân mùi hôi thối là đến từ thế giới giả định hương hoa. Hoàn cảnh trước mắt biến hóa, thân thể của hắn xuất hiện ở một mảnh thế ngoại đào nguyên, sơn nhạc tuấn tú, suối nước tróc trách, ba vòng xoáy màu đen bất đồng xuất hiện ở trên suối nước, lên xuống phập phòng bất định. Xa xa trời xanh cao rộng, gần đó kỳ hoa dị thảo. Sao không có âm thanh? Dương Trần đeo kính lục lọi, từ bên giường sờ đến tai nghe Bluetooth, nhét vào trong lỗ tai, trong nháy mắt nghe được chim hót hoa thơm có chút ý tứ a à, nhìn thế giới tu tiên vô cùng chân thật trước mắt quả thực bị chấn động làm một cái thâm niên điểu ti game thủ người chơi quả thật bị một tay này trấn trụ ba cái vòng xoáy bắt đầu hiện ra bất động màu sắc ngoài cùng bên trái là một đoàn tiên khí ở giữa một đoàn hát khí cuối cùng bên là một đoàn tử khí cùng lúc đó trong lỗ tai xuất hiện thanh âm của hồng hạo thiên địa sơ khai vạn vật bắt đầu tiên mà yêu đối lập không ngừng tranh đoạt tài nguyên tu tiên, cướp đoạt địa bàn tu tiên, cửu châu đại địa ai chủ chìm nổi. Dương Trần không có nghe nhiều hắn bi bi, trực tiếp lựa chọn nhảy qua, không phải là giới thiệu ba thế lực sao, nào nhiều chuyện như vậy nhi. Nếu là tu tiên, đương nhiên phải làm danh môn chính phái rồi, quyết đoán lựa chọn tiên khí ngoài cùng bên trái, sau khi lựa chọn, thân thể của hắn không bị khống chế trôi nổi về phía trước, sau đó bị tiên khí đoàn hấp dẫn, trước mắt tối sầm, phản phất như mất đi tri giác, ngay sau đó ánh sáng ban đầu giống như vừa rồi, thân ảnh xuất hiện ở một khe núi, đỉnh núi, hồ nước, cây liễu, mặt đất, chỗ núi lửa lần lượt xuất hiện một thân ảnh, đại biểu cho năm tư chất tu tiên, kim mộc thủy hỏa thổ. Ở chỗ này hệ thống làm sơ bộ giải thích, năm cái bất đồng linh căn đại biểu năm loại bất đồng phương hướng, kim, hỏa chủ công kích, thủy thổ chủ phòng ngự, một linh căn chủ trị liệu. Trong đó kim linh căn là có thể đem pháp khí uy lực phát huy đến lớn nhất, hỏa linh căn đem thuật pháp quy lực phát huy đến lớn nhất, đều có sở trường riêng. Thủy linh căn nhiều hơn khống chế cùng dẫn dắt, thổ linh căn lại là dày nặng cùng cứng cỏi. Lấy dương trần nhiều năm điểu ti du thủ kinh nghiệm đến xem, không sung tiền đính nhiều chơi cái khiên thịt cùng vú em, trang bị theo không kịp, liền quái đều đánh không nổi. Thủy mộc thổ linh căn trở thành lựa chọn chủ yếu, lại cân nhắc khống chế tính kỹ xảo thiên về loại, dương trần đối với mình vẫn có chút lòng tin, quyết đoán lựa chọn thủy linh căn. Sau khi lựa chọn, một đoàn thanh lưu tràn ngập mà đến, cuốn quanh ở trước người mình, thanh mát giống như tắm rửa. Kháo 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 kháo, sướng quá. Mệt mỏi một ngày dương trần, hưởng thụ được toàn thân mát xa giống như nâng cao tinh thần thoải mái. Sau đó hình ảnh chuyển sang tướng mạo nhân vật, có thể di chuyển lên xuống 20%, có thể lựa chọn kiểu tóc, mặc định là diện mạo chân thật của bản thân làm thế nào để công ty trò chơi trích xuất thông tin diện mạo đeo kính luôn à dương trần kinh ngạc thời điểm thấy được thế giới giả định bên trong chính mình trung đẳng tướng mạo bình thường hảo hảo sửa sang lại có thể cho cái sáu điểm cùng tinh thần tiểu tử móc nối nhưng không đạt tới soái bức trình độ vốn là một người bình thường vậy thì lựa chọn mặc định đi cũng không thích hán phục truyền thống lựa chọn áo vải thô đơn giản nhất tên nhân vật mặc định là tên chứng minh thư không cần điều chỉnh, tạo nhân vật xong, vào trò chơi. Trong đầu làm xong những thao tác này, cảnh sắc trước mắt cũng theo đó biến ảo. Trong quá trình tạo nhân vật, lập tức bản đồ được tạo ra. Sắp mở ra hành trình tu tiên, chút ngày trò chơi vui vẻ. Nhanh lên a, à, như vậy nét mực đâu? Dương Trần chờ trang nhảy chuyển, đối với cái này du thủ bảo trì tương đối chờ mong. Lúc này một giọng nữ không đúng lúc nhắc nhở Xin chào người chơi tôn kính, tôi là trợ thủ thông minh tu tiên tiểu lộ, hiện nay game thủ tu tiên chỉ mở phiên bản nội trắc, sau ngày 16 tháng 1 mở phiên bản công trắc, một bộ phận vật phẩm tu tiên nội trắc sẽ tiến hành dọn sạch, xin hỏi có nên tiếp tục thể nghiệm phiên bản nội trắc hay không? Vâng. Tốt, chúc ngài tu tiên vui vẻ, trò chơi bắt đầu. Rốt cục bắt đầu, Dương Trần thật muốn kéo cổ hô to một tiếng, hình ảnh trước mắt lại chuyển, trước người chợt trống trải thân thể trôi nổi giữa không trung tự như một đoàn linh thể nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cửu châu đại địa bao la vô hạn giờ phút này đoàn linh thể này trôi nổi về phía đông bắc trung ương nơi đó có một ngọn núi xanh tiên khí lượng lờ trên con đường nhỏ dưới chân núi có một người trẻ tuổi cầu tiên mà đến nhìn kỹ đây không phải là thân thể của mình sao linh khí hướng thân thể tụ lại sau một khắc dương trần gốc nhìn lại biến đã biến thành ngã xuống đất không dậy nổi trạng thái khụ khụ. Một cổ cảm giác suy yếu truyền đến, đầu óc mang theo một chút hôn mê, trí năng tiểu lộ thanh âm lần nữa hiện lên ở bên tai. Mỗi năm một lần tiểu thanh sơn chiêu hiền đại hội kết thúc, chúc mừng ngài thông qua tiểu thanh sơn đường leo núi khảo nghiệm, có hay không bái nhập tiểu thanh sơn môn hạ. Sau khi ngầm thừa nhận lựa chọn, từ trên đường núi đi tới một vị đạo cô xinh đẹp như tiên, đạo cô kia nhìn dương trần trên mặt đất, khẽ lắc đầu, ai, tư chất như thế không thích hợp tu tiên lộ, bất quá nhìn ngươi ý chí cứng cỏi, có thể chịu đựng đau khổ tu tiên lộ, vậy thu làm đệ tử ngoại môn đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử ngoại môn của tiểu thanh sơn ta. Dương Trần nghĩ nghĩ, vẫn là học điện ảnh bên trong tình cảnh, đến cái 90 độ đại lễ. Đệ tử Dương Trần bái kiến sư phụ. Hết chương này. Chương 2 Tiểu Thanh Sơn đệ tử ngoại môn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Tiểu Thanh Sơn đệ tử ngoại môn Dương Trần vội vàng đứng lên, đi theo đạo cô xinh đẹp lên núi, đi ra hơn 100 bước, phía trước thấp thoáng mây trắng tản đi, lộ ra một chỗ tu tiên tông môn trên Tiểu Thanh Sơn. Hả? Hắn trừng mắt một cái, cùng trong tưởng tượng tiên phong kỳ dị bất đồng, trước mắt sau trống rỗng một tòa tông môn đại sảnh, bên trái một gian luyện công phòng, bên phải một gian khách phòng, liền tường vây đều không có. Khụ khụ, sư phụ kia vừa mới sáng lập Thanh Sơn Tông, ngươi đã là ngoại môn đệ tử của Thanh Sơn Tông ta, chớ mơ mộng xa vời, hảo hảo tu hành mới được. Chờ ngày sau làm lớn mạnh môn phái, ngươi chính là công thần của Thanh Sơn Tông ta. Dương Trần luôn cảm thấy mình bị lừa dối, trong ngoài tông môn chỉ có hai người, một sư phụ, một mình. Đạo cô xinh đẹp cũng coi như hào phóng, trực tiếp cho hắn một quyển thủy kinh chú giải của Thanh Sơn Tông, một cái túi trữ vật tàn tạ, có thể chứa đầy thứ to bằng quả bóng đá, một thanh trường kiếm hộ thân, do tinh cương chế tạo. Đại khái là bởi vì hắn là người đầu tiên gia nhập thanh Sơn Tông, cố ý cho hắn một kiện tàn tạ pháp khí hàng ma sử. Tàn phá pháp khí hàng ma sử. Sức chiến đấu. 21 tiêu hao mana. 100 năm thuộc tính. Vàng kỹ năng đặc biệt hàng ma. Sau khi sử dụng pháp lực kích phát, hướng trong vòng 5 mét chỉ định phương hướng phát ra một đoàn hàng ma kim quang, tạo thành 100 điểm thương tổn, đối với sinh vật loại yêu tà có thêm thương tổn. Tiêu hao pháp lực giá trị 100, tạo thành 100 điểm thương tổn, đây là chuyển đổi một Một sao? Hay là pháp khí khác nhau, tỷ lệ chuyển đổi khác nhau? Dương Trần có rất nhiều nghi hoặc, gọi ra tay du trí năng đường nhỏ. Xin chào ta muốn hỏi một chút pháp khí thương tổn cùng pháp lực giá trị chuyển hoán. Thân, cái này vượt qua phạm vi tri thức của tiểu lộ, cần phải dựa vào chính ngài lĩnh ngộ. Thiết, cái gì cũng không biết ngốc tử trí năng. Mặc kệ nói thế nào, đây là kiện pháp khí thứ nhất, hàng ma sử vừa vặn có thể bỏ vào trong túi trữ vật, sửa sang lại một phen, đem túi trữ vật treo ở bên hông. Lúc sử dụng lại từ trong túi trữ vật lấy ra là được. Học tập thủy kinh chú giải, lập tức một đoàn thanh lương chui vào trong kinh mạch, hệ thống nhắc nhở học tập hoàn thành, cũng tự động tiến vào tầng luyện khí, trước mắt pháp lực trị giá 100. Lấy luyện khí tầng một pháp lực giá trị, chỉ có thể sai khiến hàng ma sử một lần, nói nhảm không nhiều lời, đừng quá đã tọa sư phụ sau đó, tìm được phòng phía sau đất trống, trước thử xem hàng ma sử uy lực lại nói. Dương Trần cũng không biết như thế nào sai khiến, chỉ là trong đầu nghĩ muốn sử dụng, lập tức thanh lưu từ trong thân thể chảy ra, hướng tới hàng ma sử chảy xuôi, nương theo nó hơi sáng lên, từ đỉnh hàng ma sử toát ra một đoàn kim quang. Kim quang bắn nhanh ra, nện vào trên một tảng đá cách đó năm thước, tảng đá hai người ông chặt lập tức chia năm xẻ bảy. Ngoan ngoãn, hàng ma sử thương tổn cũng không tệ lắm, nếu như đập vào người. Dương Trần vội vàng sốc bản thuộc tính cá nhân lên. Nhân vật Bụi Tông Môn Thanh Sơn Tông Tu Vi Luyện khí nhất tầng năng lượng không, một trăm lượng máu. Một trăm phần trăm cũng không có cho cụ thể lượng máu giá trị, cũng không có cho lực lượng, trí lực các loại thuộc tính số hóa, chẳng lẽ toàn bộ dựa vào người chơi tìm tòi. Đây thật đúng là thao tác tương đối lớn mật, thương tổn hoàn toàn dựa vào đánh giá. Càng là như vậy ngược lại kích phát dương trần thăm dò dục, hắn dơ hàng ma sử, nhắm ngay thân thể của mình, nếu như đoàn kim quan kia chế tạo trên người mình, có thể hay không hoàn thành đánh chết đang suy nghĩ việc này, đạo cô ngồi thiền nghe thấy động tĩnh lại đây. Nàng đánh giá Dương Trần từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngươi cùng thủy kinh chú giải ngược lại có vài phần phù hợp, có thể trong thời gian ngắn trở thành luyện khí sĩ, cũng coi như ánh mắt của ta đặc biệt. Rõ ràng là cố gắng của chính ta được rồi, Dương Trần muốn trận trắng mắt. Xem ngươi đã luyện khí tầng một, ta có việc nhỏ, nếu ngươi có thể hoàn thành, sư phụ sẽ truyền cho ngươi công pháp thủy kinh chú giải. Đệ tử nhất định sẽ giải quyết khó khăn cho sư phụ. Dương Trần suy nghĩ một chút, nghĩ ra câu trả lời nho nhã, chắp tay trả lời. Ừ, rất tốt, vì sư muốn mở một chỗ dược điền ở sườn núi, ngươi đi hỗ trợ khai khẩn một phen, coi như tôi luyện. Đạo cô nói chuyện, chỉ chỉ phòng luyện công bên cạnh tạp vật gian, nơi đó có chế tạo tốt quốc, chính mình đi qua lấy lấy là được. Dương Trần trong lòng mờ mờ thờ, lão tử là tới tu tiên, thành ngươi làm ruộng cu ly rồi, ngại công pháp tiếp theo của thủy kinh chú giải, tạm thời nhìn xuống. Mang theo quốc chạy về sườn núi, tiểu thanh sơn có bảy tám trăm mét, theo đường núi chạy đến giữa sườn núi, nhất thời thở hồng hộc. Mặc dù trở thành tu sĩ luyện khí tầng một, cùng người bình thường cũng không có quá nhiều chênh lệch. Ngồi xuống nghỉ ngơi hai phút, bắt đầu xem phải khai khẩn. Từ sau khi đi học, trên cơ bản tạm biệt việc đồng án, bất quá làm người nông thôn, làm cỏ xới đất vẫn là làm qua. Bỏ cánh tay ra cố gắng làm, không phải chỉ là một nhiệm vụ nhỏ thôi sao, tiểu ý tứ thôi. Dương Trần nhiệt tình mười phần, cua quốc lật bùn đất, bùn đất nơi lật qua hiện ra màu sắc tươi mới. Nửa giờ sau, cả phiến dược điền bị hắn tân trang một lần, một đoàn ánh sáng chiếu rọi đến tự thân, pháp lực giá trị đột phá biến thành một trăm linh năm, nương theo toàn thân sản khoái, tu vi biến thành luyện khí tầng hai. 100 mana có phải là giới hạn? 0.100 pháp lực giá trị là luyện khí tầng 1, 100.200 pháp lực giá trị là luyện khí tầng 2. Dương Trần ném quốc xuống, phát hiện nhiệm vụ sư môn của quốc, đổi thành tưới nước. Nhiệm vụ nhắc nhở. Từ ngọn nguồn suối trong núi múc nước, tưới ruộng thuốc, khiến linh khí tràn ra bốn phía. Ăn được ngon ngọt, múc nước liền múc nước rồi, vừa mới thao tác hàng ma sử về sau, pháp lực giá trị biến thành không, đi qua 40 phút, pháp lực giá trị khôi phục đến 40, một phút hồi phục một điểm pháp lực giá trị. Dương Trần có chút lý giải cái này tu tiên du thủ đạo lý, hết thảy đều phải chính mình lục lọi. Quay trở lại gian tạp vật của Sơn Môn, tìm được thùng gỗ, suối nước trong vắt của tiểu thanh Sơn từ giữa sườn núi chảy xuôi xuống, phong cảnh hai bên suối nước trông càng đẹp hơn. Bất luận cái gì khác, phong cảnh nơi này có thể so sánh với khu thắng cảnh 5A. Ngửi mùi thơm trong không khí, thể xác và tinh thần đạt tới thả lỏng bỏ qua nhiệm vụ tu tiên không tính ở đây đi bộ một chút cũng có thể tu thân dưỡng tính đây chỉ có một cái thùng gỗ từ giữa sườn núi múc nước tới cũng may trong nước suối linh khí không tệ một thùng nước có thể tưới một phần mười bộ dáng cứ như vậy qua lại mười lần hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ chàng trai làm việc rất có tinh thần vùng cánh tay cố gắng làm sang năm kiếm được hàng triệu giữa sườn núi lộ ra một thân ảnh, đạo cô xinh đẹp hài lòng gật đầu. Trong lòng nghĩ, nhiều tìm mấy vị ngoại môn đệ tử, sơn môn việc vặt có thể một chút giao ra ngoài. Đang lúc nàng mơ màng, cảm ứng được biến hóa trên đường leo núi, lại có người té xỉu ở đó, dường như có kim linh căng. Chẳng lẽ là trời phù hộ thanh sơn tông ta, đưa tới ngoại môn đệ tử? Đạo cô đè xuống mừng rỡ trong lòng, trôi nổi về phía đường núi, dưới chân một mảnh lá sen thật nhỏ, xanh biết ướt ác. Dương Trần ngẩng đầu nhìn lại, chính mình lúc nào cũng có thể ngự không mà đi, hưởng thụ bay lượng tự do. Có mục tiêu phấn đấu, nhiệt tình mười phần, mang theo thùng nước chạy chậm, nhiệm vụ vốn một giờ mới có thể hoàn thành, sửng sốt rút ngắn đến 50 phút. Nhìn dược điền tản ra linh khí, tu vi cảnh giới cũng theo đó tăng lên một bước, pháp lực giá trị đạt tới 110 điểm. Hắn vậy mà rõ ràng cảm nhận được pháp lực giá trị tăng trưởng, tự như trên người nhiều hơn một túi nước, có thể rõ ràng trong túi còn dư lại bao nhiêu, tuyệt không thể tả. Không khỏi đối với thiết kế trò chơi xưng kỳ, nhiệm vụ sư môn cũng chuyển biến thành thu thập. Thu thập Ở phía bắc Tiểu Thanh Sơn có mấy đoàn hoa thúy anh, đi thu thập hạt giống hoa thúy anh chính, cẩn thận ông vào vẻ độc của những triết nhân kia. Hết chương này. Chương 3 Đồng môn sư muội có huyết tính. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương ba đồng môn sư muội có huyết tính dương trần nghỉ ngơi đủ rồi mang theo thùng nước cùng quốc hướng trên núi đi suy nghĩ trước tiên đem dụng cụ này thả về tạp vật gian sau khi trở về đỉnh núi nhìn thấy trên mặt đất quỳ một vị đệ tử ngoại môn mới tới cảm tạ sư phụ truyền thụ đệ tử ở đây bái qua một giọng nữ truyền tới làm cho người ta nhìn không được quay đầu lại nhìn đạo cô hài lòng gật gật đầu Thanh Sơn Tông trong vòng một ngày tuyển nhận hai gã đệ tử ngoại môn, thật đáng mừng, đây là Thanh Sơn Tông đương hưng a, lập tức dặn dò. Hai người các ngươi chớ kiêu ngạo, hảo hảo nghiên cứu, Sơ Tuyết có vấn đề gì, nhìn cùng sư huynh các ngươi câu thông, hắn tu hành rất có kiến giải. Trên mặt đất cô nương cũng ngẩng đầu nhìn lại, kết quả thấy được mang theo thùng gỗ khiên quốc dương trần. Sơ Tuyết bái kiến sư huynh, về sau toàn bộ dựa vào sư huynh chỉ điểm trong lúc nói chuyện lại cúi đầu. Khiến cho Dương Trần kinh hồn bạc vía, cô nương này lễ số quá lớn đi, cho mình quỳ lạy, đem mình làm thanh sơn tông đại sư huynh. Khụ khụ, cái kia, ngươi đứng lên trước, ta cũng là người chơi. Sơ tuyết vẽ mặt hắc tuyến, vội vàng vỗ vỗ đầu gối đứng lên, hai người nhìn nhau một phen. Cô gái này lớn lên tuấn tú, nhất là giả dạng thành dáng dấp cổ phong, cực kỳ giống tiên tử sơn môn chân chính, hai mắt cô gái hoa đạo có thần, làn da trắng nõn như ngọc, có chút giống hai mươi mịch. Không biết có phải tướng mạo đã thay đổi hay không, mở ra vẻ đẹp đi. Trò chơi này không tệ. Trần Sơ Tuyết hơi xấu hổ, vừa mới đúng là vừa mới vào trò chơi, hết thảy đều có vẻ quá chân thật, còn tưởng rằng Dương Trần là thanh sơn tông đại đệ tử đây. Ta đi làm nhiệm vụ, thêm bạn tốt, có chuyện trực tiếp hỏi ta. Dương Trần cũng quen thuộc một hai, thực tế hắn cũng vừa mới bò vào trò chơi hơn một giờ mà thôi a à. bất quá sơ tuyết trên người chỉ có một thanh trường kiếm bình thường cũng không có được túi trữ vật cùng với pháp khí tàn tạ hai phần thưởng ngoài định mức kia hẳn là phần thưởng của đạo cô đối với đệ tử ngoại môn đầu tiên của thanh sơn tông một đạo ánh sáng từ trên người sơ tuyết sáng lên sau khi học xong kim sinh quyết ngầm thừa nhận trở thành tầng luyện khí chẳng qua không có pháp khí một thân pháp lực giá trị không có nửa điểm tác dụng ai chờ một chút ta có cái thu thập sư môn nhiệm vụ có phải hay không cùng một chỗ với ngươi a à? dương trần vừa xoay người nghe nói như thế lại quay trở lại nếu là nhiệm vụ sư môn hẳn là sư môn đều có thể nhìn thấy dược điền đã khai thác tạm thời cũng không cần tưới nước còn lại là thu thập hạt giống hoa thúy anh hắn nghĩ không phải những thứ này sư môn nhiệm vụ cộng đồng có thể thấy được nếu là nhiều người chẳng phải là liền nhiệm vụ đều đoạt không được vậy có một số nhiệm vụ có thể tổ đội làm hết thảy phần thưởng cuối cùng làm sao phân là cùng nhau tăng tiếng tu vi hay là căn cứ vào bao nhiêu xuất lực trong nhiệm vụ trước mắt chỉ có hai người tạm thời không cần suy nghĩ chuyện này phía bắc tiểu thanh sơn không có đường núi mà tương đối dốc đứng dương trần ngược lại không cảm thấy thế nào vung trường kiếm xuống phía dưới chặt đứt mạng nhện chặn đường mấu chốt là Thúy Anh Hoa ở đâu. Trong nhiệm vụ miêu tả có mấy đoạn, còn phải tìm khắp núi đồi. Hai ta tách ra xem, ngươi từ bên này, ta đi về phía đông, sau khi tìm được thì gọi ta, cẩn thận ông đọc viện Hoa Thúy Anh. Bên nào là đông? Trần Sơ Tuyết vẻ mặt mờ mịt. Hay là cùng nhau tìm đi? Nhìn trăng tròn giữa không trung, Dương Trần vẻ mặt phiền muộn. Lúc mới vào trò chơi, ánh trăng giống như đèn tiết kiệm năng lượng, sáng như ban ngày cũng không để ý lúc này là buổi tối hai người giống như ông cụ lục soát rác híp mắt tìm kiếm trong bụi cỏ leo hơn 10 phút đường núi niềm vui thú của trần sơ tuyết là chụp ảnh tự chụp hơn mười tấm ảnh chụp màn hình dương trần dụi dụi mắt lại mãnh liệt mở ra nhìn thấy xa xa một đoàn màu đỏ sậm ánh sáng ai cũng là thúy anh hoa a bước nhanh đi tới thiếu chút nữa bị tảng đá nhô lên trong bụi cỏ vấp ngã đưa tay ngăn trần sơ tuyết ở phía sau cách khoảng 2 mét, cẩn thận kiểm tra đám hoa ánh sáng, từng cọng rễ cây màu tím dài nhỏ, đỉnh cao nhất nở ra cánh hoa bốn màu đỏ lam tím trắng, hẳn là hoa thúy anh không thể nghi ngờ. Trong nhiệm vụ nhắc nhở phải cẩn thận đọc mã phong, hiện tại cũng có thể nhìn thấy ông vò vẽ nằm úp sắp ngủ trên cánh hoa. Khác với ông vò vẽ dương trần nhìn thấy ở nông thôn khi còn bé, hình thể chúng lớn hơn, bụng không kém trứng ngón cái nhiều lắm, kim châm màu đen chừng một tấc. Cái này nếu đâm vào người cố ý đưa tay nhéo nhéo cánh tay, có thể cảm giác được đau đớn, mô phỏng ra đau đớn so với hiện thực kém một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Làm thế nào để thoát khỏi đỉnh độc mã để thu thập hạt giống? Tôi thấy cần một người dẫn ông vào vẽ đi, một người còn lại nhanh chóng hái đi cánh hoa. Trần Sơ Tuyết nghiêm trang phân tích, có hai phần đạo lý. Người chân chạy dài được nhanh, dẫn ông vào vẽ sự tình giao cho ngươi, đắc thủ sau cánh hoa hạt giống chia đều, thế nào? Dương Trần cũng nghiêm trang phân phối. Trần Sơ Tuyết cao mày, nghe được chân dài khen ngợi, gật đầu đáp ứng đề nghị này, dẫn đi đọc mã phong mà thôi, cùng lắm thì bị chập một cái, trong trò chơi cũng sẽ không chết người. Từ phía sau nhặt được một cành cây, vỗ về phía đoàn hoa phát sáng, nhóm đọc mã phong ngủ say trong nháy mắt kinh động. Ông, 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 ông. Bay lên một đoàn ông vào vẻ vỗ cánh, dưới bụng nặng trịch của độc mã phong bình tĩnh, trên mũi ông màu đen lộ ra mũi nhọn. chúng nó có linh tính không tồi, liếc mắt một cái đã nhận ra người khởi sướng, hướng về phía trần sơ tuyết lao nhanh một cái, bỏ qua chân dài mỹ nữ trái phải nhảy, chạy ra mười bước, nhất thời truyền tới thống khổ tiếng thét chói tai. a a a dương trần động tác không chậm, đưa tay bắt lấy thúy anh hoa, tuốt xuống một nắm hạt giống, không chút cân nhắc ném vào trong túi trữ vật. lúc này mới xoay người lại cứu vớt sư mùi trần sơ tuyết một bên thét chói tai một bên vỗ trái vỗ phải trường kiếm cùng cành cây vung vẩy lung tung rất khó bắn trúng độc mã phong giữa không trung chỉ thấy ông vào vẻ kia ưỡng bụng trầm xuống về một tiếng đâm lên a à, liều mạng với các ngươi sư muội có tâm huyết a à, dương trần có chút hả hê khi người gặp họa nhìn trần sơ tuyết chật vật vội vàng chạy tới hỗ trợ tinh cương kiếm xẹt qua giữa không trung tự cho là vung vẩy tương đối tiêu sái ông vò vẻ kia đột nhiên trốn tránh, sau khi tránh mũi kiếm đâm về phía gương mặt của hắn. T. Nhìn không được hít một hơi khí lạnh, so với tim phòng khi còn bé không kém nhiều lắm, nương theo một trận run rẩy, độc tố đâm vào trong máu thịt. Dương Trần phát ác độc, đưa tay vỗ vào trên mặt ông vò vẽ, tinh cương kiếm lần nữa hướng về phía trước vung ra, thật chém tới một cái, kiếm phong đem nó cắt thành hai nửa. Tiện tay kéo áo khoác trên người ra, vung về phía ông vò vẻ. Trần Sơ Tuyết đã tìm được một đám cỏ dại đến nửa thắt lưng, buồn bực trục đầu vào, trên mặt mang theo nước mắt. Quần áo ném lên người ông vào vẻ, độc mã phong vung cánh ông ông bị đập rơi xuống đất, dãy dụ muốn đứng lên. Đuổi theo một cước, dẫm ra một đoàn nước độc. Hoàn hảo độc mã phong không nhiều lắm, chỉ có sáu bảy con, còn lại hai con xám xịt chạy đi. Trên mặt một trận nóng rác, mặc dù hệ thống làm suy yếu cảm giác đau đớn, vẫn như cũ cảm thấy nửa bên gò má sưng đỏ lên, vừa trách liền đau. Không sao chứ. Trần sơ tuyết đầy nước mắt đứng lên, hai bên má sưng vù, vị trí khóe mắt cũng béo lên, còn đâm một cây độc châm màu đen. Trong ánh mắt tràn đầy u oán, tự hồ muốn xé người thành hai mảnh. Tổ chức thân thể của hai người được đề cao rất nhiều, tốt xấu gì cũng là người tu hành, cùng với giá trị pháp lực cắt giảm, trên mặt sưng đau lấy tốc độ mắt thấy tiêu tán, cảm giác nóng bỏng cũng liền duy trì chừng 10 giây. Sao lại đau như vậy, so với rút máu còn đau hơn? Dương Trần làm bộ như không biết, nghi hoặc nói. Ai biết, trò chơi này còn có thể mô phỏng cảm giác đau. Nhìn Trần Sơ Tuyết khập khiển đi về phía trước, nhất thời có chút ấy nấy, tốt xấu gì cũng là sư muội. Hết chương này. Chương 4 Hướng phía sư phụ tâm khảm tấn công mạnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Hướng về sư phụ tâm khảm mảnh công một nắm hạt giống thúy anh hoa hẳn là đủ rồi, dù sao cũng khai khẩn một mảnh ruộng thuốc nhỏ, hái nhiều cũng không thu thập. Theo con đường đến đây quay trở lại đỉnh núi, học cách trồng rau, lật hạt giống hoa thúy anh vào trong bùn đất. Toàn bộ quá trình trần sơ tuyết bàn quan, còn chưa từ trong bóng tối đi ra. Sau này nhìn thấy ông vào vẻ tôi liền chạy, thật đáng sợ. Ngàn vạn lần đừng chạy, Ngươi nằm xuống chúng sẽ không nhìn thấy ngươi. Nằm xuống là được. Trần Sơ Tuyết hiển nhiên không hiểu. Dương Trần khi còn bé bướng bỉnh, cũng bị ông vào vẻ đuổi theo, sau khi chạy một khoảng cách nằm sắp xuống bất động, chúng nó sẽ không bắt được bóng dáng của ngươi. Cụ thể có hiệu quả hay không, phải xem cá nhân hiểu. Sau khi trồng Thúy Anh Hoa, hai người nhận được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, giá trị pháp lực cá nhân lại tăng lên, vẫn là 5 giờ. Nhiệm vụ sư môn tạm thời không có đổi mới, có một nhiệm vụ màu xám tưới nước sau hai giờ, tạm thời vẫn không thể lĩnh. Bây giờ chúng ta làm gì? Không rõ lắm, trở về tìm sư phụ hỏi một chút, thành tinh cương kiếm này có tác dụng hay không, căn bản không gọt được ông vào vẻ. Quay trở lại phòng luyện công trên đỉnh núi, đạo cô đang ngồi tu hành, nhận ra hai vị đệ tử ngoại môn lại đây, mở mắt. Rất tốt, nhanh như vậy đã hoàn thành công đạo của sư phụ xem ra hai người các ngươi rất có tuệ căn đều là sư phụ dạy dỗ có phương pháp bằng không chúng ta cũng không thể nhanh như vậy trở thành luyện khí sĩ dương trần lập tức khen tặng một câu không biết có dùng được hay không trước tiên đem mông ngựa vuốt tốt sắc mặt đạo cô càng tốt thầm nghĩ một tiếng có tác dụng sư phụ chúng ta ở sau núi gặp chút phiền toái có rất nhiều độc mã phong chiếm cứ thúy anh hoa bản lĩnh không đủ không thể đuổi chúng đi Chấn Vĩ Phong tuy là yêu thú không nhập môn, thích quần cư, sau khi đụng phải quả thật có vài phần phiền toái. Hơn nữa Chấn Vĩ Phong kia, nhanh như gió, độc tính khá lớn, sau khi đụng phải có nguy hiểm đến tính mạng, cũng trách sư phụ không nói rõ ràng, vất vả cho các ngươi. Không trách sư phụ, chỉ trách hai người chúng ta bản lĩnh quá ít, làm mất mặt sư phụ. Dương Trần không chút nghĩ ngợi, thuận miệng trả lời. Cũng được, ta nằm sư du lịch thế gian, từng tự ngộ một bộ kiếm pháp phòng thân, truyền cho các ngươi. Ánh mắt hai người vui vẻ, còn có thể chơi như vậy. Coi chừng, bộ kiếm pháp này của vi sư chia làm ba thức, một thức phòng thủ, một thức phá chiêu, một thức công địch, cho nên gọi là phá vân tam kiếm. Khí thế đạo cô biến đổi, lấy chỉ thay kiếm vung về phía trước, dáng người linh động như yến, kiếm khí hoành tuyệt như gió, kiếm khí vô hình đảo qua, cỏ dại cách đó vài mét nhau nhau bẻ gãy, chỗ đứt gãy bóng loáng vô cùng. Dương Trần không quên khen tặng, cùng lúc đó chiếm được phá vân ba thức kỹ năng nhắc nhở. Phá vân tam thức, bao vây hợp bảo thức, lưu vân thức, phá vân thức tam chiêu, kiểu ông sơ cấp. Lấy kiếm hoành thân, sau đó đẩy mạnh về phía trước 3 mét, bước lui trở ngại trước thân kiếm. Kỹ năng một Một nghìn lưu vân thức sơ cấp. Tà kiếm nhảy lên, phóng ra một luồng kiếm quang, tạo thành công kích đối với địch nhân trong vòng 3 mét. Kỹ năng một Một nghìn phá vân thức sơ cấp Lấy kiếm ý cô động một chút, hướng trước người năm thước chỗ điểm thứ, quy lực vô cùng. Kỹ năng một Một nghìn dương trần muốn ngửa mặt lên trời thét dài, ba thức kiếm pháp không tính là tiên nhân thuộc pháp chân chính, chỉ là phối hợp pháp lực sử dụng, ban đầu có quy lực mà thôi, mỗi một thức kiếm pháp tiêu hao 20 pháp lực giá trị không cần hắn như thế nào học tập chỉ cần nghĩ đến trong đó một chiêu thức nào đó điều khiển về sau thân thể không bị khống chế triển khai hợp ông thức tinh cương kiếm ở trước người phóng ngang trong thân thể thải ra một đoàn cự lực hướng về phía trước thân kiếm đẩy ngang sau đó pháp lực bắn nhanh nhấc lên một đoàn khí lưu đối với người bình thường mà nói đây chính là cao thủ dùng kiếm như võ hiệp trần sơ tuyết cũng học theo mèo nghiêng người chọn trường kiếm cách người ba mét kiếm quan đảo qua tiếng xé gió khiến người ta kinh ngạc sư phụ đồ nhi nhất định hảo hảo học tập ba thức kiếm pháp này sau khi học thành thủ vệ thanh sơn tông ta đạo cô gật gật đầu rất hài lòng vị đệ tử mới nhập môn này kiên định hiểu chuyện có khả năng biết nói đợi các ngươi tu vi đạt tới luyện khí tầng bốn liền có thể trở thành ta thanh sơn tông nhập môn đệ tử bất quá hai người các ngươi thiên phú không tệ vi sư phá lệ đem nhập môn đệ tử mới có thể nắm giữ cơ sở tu tiên sổ tay giao cho các ngươi, có thể xem nhiều hơn, trong đó bao hàm vi sư nhiều năm tu hành tâm đắc, cùng với du lịch tứ phương chứng kiến nghe thấy. Hai quyển sổ tay tu tiên, cái tên này có chút giảm giá. Mặc kệ tên như thế nào, nhìn xem nội dung có phong phú hay không đi. Lật xem sơ lược một chút, tác dụng rất nhiều, ghi lại tri thức tu tiên thường dùng, tỉ như đẳng cấp tu tiên chia làm luyện khí, trúc cơ, Kết đan, nguyên anh, phân thần, pháp khí chia làm pháp khí, linh khí, pháp bảo, linh bảo, thần khí, thuật pháp chia làm năm hàng, lại phân cấp thấp trung cấp ba. Những thứ này ở trong tiểu thuyết tu tiên xem qua, đảo qua, đại khái hiểu rõ là được. Trong cơ sở tu tiên sổ tay không có ghi chép thực chất công pháp, thuật pháp đều là đồ vật thường thức, duy nhất hữu dụng đại khái là giới thiệu một ít yêu thú nhập môn cấp, linh thảo cấp bình thường. Ví dụ như công hiệu, phẩm tính nơi sinh trưởng của Hoa Thúy Anh. Có thể thấy được tu tiên cũng không phải chuyện dễ dàng, muốn nắm giữ đồ vật rất nhiều, lúc này Trí Năng Trợ Thủ tiểu lộ thanh âm toát ra, chúc mừng đạo hữu đã nắm giữ cơ sở tu tiên sổ tay, nếu có tương quan nghi hoặc, có thể hỏi thăm tiểu lộ chỉ dẫn, chúc đạo hữu tu tiên vui vẻ. Tấn thăng luyện khí tầng 2 về sau, Trí Năng Trợ Thủ cũng bắt đầu dùng đạo hữu xưng hô, để dương trần cảm giác được lâng lâng tạ ơn sư phụ tặng sách, nếu có phân phó, đệ tử nhất định xông pha khói lửa. Dương Trần cảm thấy mình thông suốt, vuốt mông ngựa lời nói há mồm liền tới, là ngày thường cùng khách hàng câu thông nguyên nhân sao? Tiếp tục tu hành đi, sắp tới vi sư phải bế quan, nếu không có đại sự, không thể quấy rầy. Đạo cô xoay người đi bế quan, sau khi tiến vào phòng luyện công, thanh sơn tông mát mẻ cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Lật xem nhiệm vụ sư môn, thời gian tưới nước còn chưa tới, dù sao cũng phải làm chút gì đó. Nếu không đi thu thập chấn vĩ phong. Ta vừa mới xem chấn vĩ phong ông chú chăm là luyện khí tài liệu. Cũng không biết pháp khí nên như thế nào luyện chế. Trần sơ tuyết so với dương trần tỉ mỉ hơn, xem đồ vật cũng cẩn thận hơn nhiều. Đại khái là trong tay mình có một kiện tàn tạ hàng ma sử pháp khí, không quan tâm loại chữ này. Tu tiên sao có thể không có pháp khí chứ? đi thu thập nó, chúng ta học phá vân tam thức, thu thập một con Chấn Vĩ Phong dư giả. Cái gọi là nghệ cao nhân gan lớn, hai cái vừa mới bị Chấn Vĩ Phong thu thập qua độ ăn bức bách, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xuất phát, thẳng đến chỗ dốc đứng phía sau núi. Đứng ở đỉnh cao nhất, làm như ông trời biết hai người muốn tìm Chấn Vĩ Phong, cố ý bay qua một đám mây, che khuất trăng tròn trên không trung. Tiểu Thanh Sơn ở trong mông lung, mơ hồ có thể thấy được ánh sáng yếu ớt Dương Trần Đại Khái phân biệt khoảng cách phương hướng, chỉ vào một đoạn ánh sáng lớn nhất. Nơi đó ánh sáng lớn nhất, cũng có khả năng tồn tại ông chúa chấn vĩ, chúng ta trực tiếp giết qua. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, khôi hài báo thù, chỉ ở hiện tại. Tinh cương kiếm nơi tay, sợ gì có. Hết chương này. Chương 5 Ông chúa Châm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 ông chúa chăm vọng sơn chạy chết ngựa, từ trên đỉnh núi nhìn không xa lắm, thật chạy xuống mới phát hiện, mỗi một bước đều không dễ đi. Cũng chính là ở trong trò chơi, tu tiên tố chất thân thể tốt, không cảm thấy nhiều mệt mỏi. Một đoàn lớn hoa thúy anh sinh trưởng ở phía sau một tảng đá nhô lên, ánh sáng của hoa thúy anh tỏa ra bốn phía, cánh hoa bốn màu quả thực xinh đẹp. Trần sơ tuyết có kinh nghiệm, kiên quyết không tiến lên xem xét, sớm ngồi xổm xuống, đốc thúc dương trần đi qua xem đừng sợ a à, một hồi vạn nhất có tình huống nhớ yểm hộ ta yên tâm đi sư huynh giao cho ta trần sơ tuyết rất nhập vai sư huynh gọi là sư huynh tới gần nơi hoa thúy anh sinh trưởng một đám ông vào vẻ đen tuyền ghé vào trên cánh hoa từ xa không thấy rõ đến gần mới nhìn thấy giữa đoàn hoa thúy anh có một tổ ông vào vẻ màu đen không giống với tổ ông vò vẽ trong thế giới hiện thực ông chấn vĩ trong thế giới tu tiên còn lợi hại hơn cả độc mã phong, ông chấn vĩ trưởng thành có thể bắn nọc độc ra, cách vài mét là có thể công kích. Nếu là bị một đám trưởng thành chấn vĩ phong vây quanh, có thể bị tươi sống đốt chết. Vừa rồi hai người đụng phải chỉ là khi còn nhỏ chấn vĩ phong, cùng ông vào vẻ khác biệt không lớn, giờ phút này thấy được chân chính trưởng thành chấn vĩ phong, mỗi một con đều cùng táo tròn tương tự, mang thai, đuôi châm màu đen nổi bật. Cân nhắc có nên dùng hàng ma sử đánh ở trung ương nhất, có thể một lưới bắt hết chúng hay không? Vừa rồi chỉ là bị sáu bảy con ông chấn vĩ còn nhỏ thu thập gào khóc thảm thiết, một mảnh này ít nhất phải mấy chục con, rậm rạp nằm bò trên cánh hoa, quỷ biết trong ổ kia cất giấu bao nhiêu con. Dương Trần tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò, nắm bắt lấy việc này khả thi, hàng ma sử có thể đem một khối cự thạch nổ thành nát bấy, liền cùng một cái lựu đạn nhỏ nổ tung uy lực không kém nhiều lắm, đánh ở chấn vĩ phong hạch tâm, hẳn là có thể một lưới bắt hết. Lui về phía sau vài bước, nói chuyện với Trần Sơ Tuyết một phen, lát nữa tôi công kích hạch tâm, số cá lọc lưới còn lại giao cho cô, không thành vấn đề chứ. Cô bày ra một động tác ok, nhìn từ góc độ này, quả thật rất giống 20 mịch, thành khâu hồ bạch thiển. Có một địa phương phi thường xấu hổ, pháp lực của mình giá trị chỉ có 115, sử dụng tàn tạ pháp khí hàng ma sử sau đó, còn lại 15 điểm pháp lực giá trị vừa không thể sử dụng phá vân tam thức, cũng không thể lại sử dụng pháp khí. Nhiều ít ít có chút bỡ ngỡ, nhưng là thân thể rất thành thực, đã từ trữ vật túi lấy ra hàng ma sử. Trần sơ tuyết sửng sốt, đây là vật gì? Chỉ thấy một đoàn kim quan hiện lên, từ hàng ma sử phóng ra, bắn tới vị trí trung tâm Thúy Anh Hoa. Hàng ma sử phóng ra kim quan thẳng tới đàn ông đuôi chấn động, một đoàn khí lãng truyền đến, nương theo cánh hoa Thúy Anh Hoa. Ông ông, ông. Kim quang nổ tung trung tâm, chấn vĩ phong vỡ vụn đầy đất, vẫn có chấn vĩ phong không bị hàng ma sự đánh chết, đập cánh, đỏ mắt bay ra. Trong đó rõ ràng nhất rõ ràng là con kia chấn vĩ ông chúa, không phải một con, là một nam một nữ hai cái. Ông chúa chấn vĩ to bằng củ khoai tây nhỏ, đen thui, kim tim màu đen dài đến hai tấc bên trên tràn ngập độc tố. Dương Trần nhìn thấy tình huống này, phản ứng rất nhanh, vung trường kiếm lui về phía sau. Phong chấn vĩ tìm được mục tiêu xông thẳng tới. Một vài trong số chúng bị trật khớp, bị thương ở cánh và bị hạn chế bay. Mau động thủ A, đừng sững sờ. Động tác của Trần Sơ Tuyết chậm một nhịp, nhìn thấy chấn vĩ phong xông tới, lúc này mới sử dụng chiêu lưu vân thức, trường kiếm tinh cương thổi quét về phía chấn vĩ phong vương giữa không trung. Sau đó không chút do dự ông chặt, phá vân thức, ba chiêu sử dụng, lại chém xuống mấy con chấn vĩ phong, một con ông chúa trong đó cũng bị kiếm thép tinh quét trúng, rơi xuống đất lăn lộn. Một con ông chúa khác thấy thế, kim ông chúa ở phần đuôi run rẩy, bắn nhanh về phía trán dương trần. Kim ông chúa màu đen xé gió mà ra, đâm thẳng vào trán. Dương trần đại não nóng lên, rung cái thông minh, tinh cương kiếm hoành tại mặt chỗ, chỉ nghe thấy đinh một tiếng dòng vang. Chỗ cổ tay truyền đến cảm giác chấn động, ông chúa châm bị tinh cương kiếm chặn lại ngao một tiếng thét chói tai đặc biệt lọt vào tai tiểu thanh sơn yên tĩnh làm sao vậy không phải không bị đánh sao trần sơ tuyết sau khi thu thập chấn vĩ phong thấy dương trần ông mông lăn lộn trên mặt đất trên mặt đã toát ra mồ hôi lạnh giá trị pháp lực còn lại trên người nhanh chóng giảm mạnh triệt tiêu một bộ phận độc tính nhưng đau đớn như kim châm truyền đến từ mông một cổ tiếp một cổ làm sao một cái chua sản khoái được Nguyên lai là con ông chú chấn vĩ ngã trên mặt đất kia, vẫn mông đem ông chú chăm quan ra, hắn dùng tinh cương kiếm chặn một cây trước mặt, lại không ngờ trên mông cũng bay tới một con, lấy tay sợ tới kim ông chú màu đen, dùng sức trút ra, cái này so với kim khâu trong nhà thô hơn nhiều, so với kim lớn dùng trong y học thú y không kém nhiều lắm, quả thực rất sản khoái. Pháp lực giá trị tiêu hao hầu như không còn, không cách nào tiếp tục cắt giảm độc tố, chỉ có thể dựa vào thân thể gánh vác đau đớn quét qua từ đùi hướng lên trên nửa người đều bắt đầu tê dại em không sao chứ trần sơ tuyết nhìn dương trần trên mặt đất chính mình cũng từng bị ngủ đông cũng không kích động như vậy a à. tạm thời còn không chết được đi xem thu hoạch thúy anh hoa hạt giống cũng đừng lãng phí dương trần không lưng ông mông cũng không quên xem xét chiến lợi phẩm độc tố ở trên người khuếch tán cá nhân lượng máu giá trị bắt đầu giảm bớt trực tiếp từ 100% giảm đến 70%. Sau đó từng chút từng chút rơi xuống phía dưới, chờ hắn khôi phục một chút pháp lực giá trị về sau, lượng máu vững chắc một phen. Xem ra độc tố ở trong thân thể tàn sát bừa bãi, cần dựa vào pháp lực giá trị một chút để tiêu tan. Hẳn là độc không chết, xu thế lượng máu giảm xuống chậm lại. Kéo lê thân thể đứng lên, nửa cái chân cũng không còn cảm giác, đây mới thật sự là khập khiển. Trần Sơ Tuyết đem ông chú Châm thu thập lại, mấy con ông trưởng thành Châm cũng bị nạn rút xuống. Hai cây ông chú Châm, 63 cây ông Châm, còn có một nắm hạt giống hoa Thúy Anh. Chia đồ vật thành hai phần, mỗi người một phần. Thấy Dương Trần có thể đem đồ bỏ vào trong túi trữ vật, Trần Sơ Tuyết nghi hoặc hỏi. Sao ta không có? Ta cũng không có cách nào lấy A, người giúp ta chứa trước, không thể độc chiếm A. Yên tâm đi không thăm ngươi điểm ấy túi trữ vật hẳn là sớm tiến vào trò chơi ban thưởng cái kia pháp khí cũng là đúng rồi ngươi là từ đâu đao loạt trò chơi cậu đông mua quần áo tặng vừa lúc nhìn một chút cảm thấy cũng không tệ lắm cảnh ngộ kém mình không nhiều lắm tặng kính chơi game coi như là mở rộng dương trần tò mò chính là cái này du thủ làm ưu tú như vậy căn bản không cần tặng tặng mở rộng đánh mấy cái quảng cáo hẳn là có một đám người chơi đi không miệt mài theo đuổi vấn đề này, sau khi thu thập ông chú chấn vĩ, tạm thời không có ý gì khác, về đỉnh núi tưới nước trước. Vốn muốn tự mình đi làm nhiệm vụ sư môn, ngại thương thế trên người, hơn nửa trần sơ tuyết tích cực, cô nương mang theo thùng gỗ chạy như bay xuống. Chờ thời gian làm lạnh 2 giờ vừa đến, nước có linh tuyền tưới lên, thúy anh hoa bắt đầu mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng thật nhanh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tu vi trần sơ tuyết đồng dạng tăng lên một chút không hiểu sao hưng phấn lên tu vi tăng trưởng chính là lạc thú tu tiên khóa ở hiện tại lạc thú của nàng không chỉ có như thế nghĩ biện pháp luyện chế một kiện pháp khí mới được nhất là sau khi thấy được uy lực của hàng ma sử truy cầu pháp khí càng bức thiết đêm nay trước như vậy ta một hồi liền lo cút nghỉ ngơi ngày mai còn phải đi làm ngươi nếu rảnh rỗi tìm một biện pháp luyện khí đến lúc đó đem ông chúa chăm phân cho ngươi hẳn là có thể luyện chế một kiện pháp khí lợi hại ánh mắt trần sơ tuyết sáng ngời lợi hại đến mức nào dương trần không để ý tới cô nương tò mò khập khiễng leo lên đỉnh núi cũng cố gắng làm một tư thế đã tọa sau đó lo gút cảnh tượng trước mắt biến ảo kính mắt khôi phục thành trạng thái bình thường tháo kính xuống người còn ở trong phòng trọ của mình trò chơi thật thần kỳ a à? hết chương này chương 6 ngài tu tiên a à? bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 6. Ngày tu tiên sao? Chơi trò chơi hơn 4 giờ, cũng sắp 12 giờ, đầu óc có chút choáng ván. Kiên trì đứng lên rửa mặt một phen, đánh răng tranh thủ thời gian ngủ. Ngày hôm sau, Giang Nan đứng lên, ở đế đô tu hành, ngươi phải có giác ngộ chen chút trên tàu điện ngầm. Trời càng ngày càng lạnh, tới gần cuối năm, tâm tư trên cơ bản không tập trung vào công việc, hận không thể chạy về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng người mới vừa tốt nghiệp, không có nghỉ đông, phải chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng. Dương Trần chợt phát hiện, hôm nay là một chấm số, lại có một tuần liền bắt đầu tu tiên thủ du Open Beta. Ngày hôm qua thể nghiệm tương đối khá, tuyệt đối so với vương giả lộng dược chơi vui hơn. Tuy rằng hắn cũng chơi vương giả thuốc trừ sâu. Hôm nay ngài tu tiên sao, truyền thống tiên hiệp thủ du rung động tuyên bố, lãnh hội không giống nhau sơn hải thế giới, thể nghiệm cửu châu phiêu diêu như tu tiên kiếp sống ngày 16 tháng 1 Open Beta đột kích. Dương Trần chen chúc trên tàu điện ngầm lắc lư trái phải, nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe được quảng cáo điện ảnh và truyền hình tàu điện ngầm. Trên biểu ngữ chờ xe tự hồ cũng là bản đồ mở rộng của trò chơi Tu Tiên, nó tới rồi sao? Thật vất vả mới đến được công ty, chuyện năm trước không nhiều lắm, khách hàng cũng phải nghĩ. Ngồi ở vị trí, mở máy tính mô phỏng, len lén treo tay điện thoại di động còn chưa kiểm tra qua sau khi đăng nhập thấy được tin tức cá nhân bao gồm tông môn tu vi pháp khí và các mặt hàng trong túi lưu trữ được trình bày dưới dạng hình ảnh ba chiều còn có một hệ thống sư môn hệ thống bạn tốt hỗ trợ giao lưu trực tuyến mở ra cơ sở tu tiên sổ tay buồn bực nghiên cứu cho tới trưa thời gian thoải mái tiêu hao đi qua dương trần ngẩng đầu lên hai mắt đau nhức thời gian dài nhìn chầm chầm màn hình điện thoại di động, một con khó chịu. Bất quá hắn cuối cùng đem cơ sở tu tiên sổ tay lật xem một lần. Trần ca, đi ăn cơm đi. Tiểu mập sau lưng cũng là người mới của bộ phận vận duy năm nay, hắn vốn tên là tiền mục, bộ dạng mập mạp, nói chuyện lại khôi hài. Chính là làm việc không nhanh không chậm, nói chuyện cũng mang theo một tia hài hước. Bộ phận vận duy cùng nhau tuyển bốn người, còn có thể nói với tiểu béo, Hai người khác không thể nào trao đổi. Huống hồ phụ trách hạng mục không giống nhau, ngày thường cũng không có gì cùng xuất hiện. Người mới mà, phải có giác ngộ của người mới, ở trong công ty thuộc loại có cũng được mà không có cũng không sao. Ai, sắp mở cuộc họp thường niên rồi, bọn họ đều có giải thưởng hạng mục, sau tháng 6 chúng ta tới cái rắm cũng không có. Tiểu Béo một bên ấn thang máy, một bên oán giận. Bình tĩnh, bánh mì sẽ có, cần xe đạp gì đề cử cho cậu một trò chơi, hôm qua chơi rất tuyệt. Dương Trần không quên đẩy mạnh tiêu thụ, tu tiên cho tiểu mập, mở mã hai chiều của điện thoại di động, mở rộng một vị còn có thể thu hoạch 20 phần thưởng linh thạch. Linh thạch với tư cách tu tiên thế giới chủ yếu giao dịch tiền tệ, mới vừa chơi cả đêm Dương Trần còn không có tiếp xúc qua. Trò chơi gì? Không có hứng thú. Tiểu mập hít mắt, tựa vào trong thang máy ngủ gật, tự hồ cả năm mơ hồ hồ ngủ không tỉnh không hề nhắc tới cái này, buổi chiều bớt chút thời gian sáng tạo một cái, tu tiên, thủ du thiếp đi, lại thành lập một cái uy chát trao đổi bày, dù sao Dương Trần đối với cái trò chơi này rất có hứng thú, có thể mô phỏng chân thật tu tiên thế giới thủ du, nhất định sẽ nóng nảy đấy. Đi bên cạnh 711 mua phần thức ăn nhanh, buổi trưa còn có thể nghỉ ngơi 2 giờ, làm việc như một con cá muối, đục nước béo cò. Buổi chiều vừa mở máy tính, liền thấy được tin tức trên máy mô phỏng điện thoại di động. Thanh Sơn Tông. Trần Sơ Tuyết hôm nay anh đã online chưa? Vẫn chưa, tôi đang làm việc. À, vậy cũng không nhiều lắm, hôm nay tôi đang làm đề tài, buổi tối có thể cùng đi. Buổi chiều sau khi dây dưa với khách hàng một phen, viết nhật báo rời đi. Tiểu vận duy không được chú ý cũng có lợi, chỉ cần cậu làm xong bổn phận công tác, đến giờ rời đi, trên cơ bản không ai tìm cậu tăng ca. Khai phá liền đau trứng thỉnh thoảng làm 996, chẳng phải là sản khoái oai oai. Trên tàu điện ngầm quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ giống nhau, lúc này đây Dương Trần Hoàng chỉnh xem xong mở rộng video, một cái du thủ kính mắt cần 299 nguyên, bình thường điểu tiên người chơi sẽ không dễ dàng nếm thử. Điều này trải nghiệm giá trị của việc tặng quà, thông qua sự lây lan của con người, lây lan như virus. Cầm một phần quán ven đường, vội vàng đẩy vào trong bụng nắm chặt thời gian bò vào trong trò chơi, thế giới trước mắt biến hóa, một cổ tiên phong thổi tan mùi bánh tráng trong miệng. Thanh Sơn Tông vẫn là cái kia Thanh Sơn Tông, không có người mới gia nhập, đại khái là nội trắc người chơi không nhiều lắm, đều đặn phân bố ở Cửu Châu các nơi. Cửu Châu mà chúng ta chỉ bao gồm Ký Châu, Cổng Châu, Dự Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ung Châu. Bản đồ trong thế giới tu tiên hiển nhiên lớn hơn một chút, phân ra bốn đại bộ châu và trung thổ thần châu cửu châu chỉ là một phần của tứ đại bộ châu đông thắng thần châu mà tiểu thanh sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ trong bản đồ ký châu trong cơ sở tu tiên sổ tây chỉ có một miêu tả đơn giản dù sao cũng là nhật ký du lịch do đạo cô sáng tác ghi chép có hạn cô chưa chắc đã đến nơi nào xa hơn bản đồ có chút vòng vo lấy tiểu tu sĩ như dương trần mà nói hiểu rõ ký châu là được còn không làm được tiêu sái vượt châu thân ảnh xuất hiện ở chỗ ruộng thuốc của tiểu thanh sơn, chợt phát hiện ruộng thuốc vừa mới bị tưới nước, là trần sơ tuyết làm. Vẫn là lại tuyển nhận đệ tử ngoại môn mới. Dược điền có một chỗ mới khai thác, đại khái là mới tuyển nhận ngoại môn đệ tử, dược điền bao nhiêu cùng môn nhân đệ tử bao nhiêu móc nối. Bằng không cũng không có tinh lực bồi dưỡng càng nhiều linh căn. Thuận tay trồng hoa thúy anh, được thưởng 5 điểm pháp lực, hoa thúy anh phía bắc tiểu thanh sơn bị hắn và trần sơ tuyết thu thập hai chỗ muốn thu thập hạt giống thúy anh hoa phải đi xa hơn một chút sư môn nhiệm vụ liền nhiều như vậy ai cướp được chính là người đó điểm ấy không cần khách khí trở lại phòng luyện công đạo cô còn đang bế quan vốn định hỏi nàng tin tức về luyện khí xem ra kế hoạch thất bại rồi ở đỉnh núi chỗ dạo qua một vòng không thấy được tân ngoại môn đệ tử bóng dáng chẳng lẽ là lo gút nghỉ ngơi Dương Trần suy đoán một chút, cảm thấy nên đem Thúy Anh Hoa triệt một lần, thừa dịp thanh sơn tông nhân không nhiều lắm, đem tài nguyên lũng đoạn một chút. Sư Huynh Trần Sơ Tuyết lại nhập vai, sau khi ăn cơm tối xong, vào phòng tự học chơi game. Đem ý nghĩ của mình nói với nàng một lần, Trần Sơ Tuyết cảm thấy khả thi, hiện tại nhiệm vụ không nhiều lắm, lại không có luyện khí manh mối, trước đem Tiểu Thanh Sơn lục soát một lần là quyết sách tốt nhất. Hơn nữa nghe được có tân đệ tử ngoại môn gia nhập, đối với nhiệm vụ cùng tài nguyên cấp bách cảm giác càng phát ra. Đi thôi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chấn vĩ phong nho nhỏ không thành công. U, đây là người ngày hôm qua bị ngủ đông khóc sao? Dương Trần không có ý cười nhạo, dù sao ngày hôm qua khập khiển cũng chật vật không chịu nổi, xem xét cá nhân thuộc tính, pháp lực giá trị đã khôi phục đến 120 điểm, trải qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, trên người độc tố đã sớm bài tra sạch sẽ. Hai người có bước đầu hợp tác, ăn ý còn tạm được, từ đỉnh núi bên này nhìn qua, đi về phía có ánh sáng. Quả nhiên là có người đã tới, Thúy Anh Hoa đám hoa rõ ràng ít đi, chỉ có cực xa lóe sáng mấy đoàn. Còn không có tính ra Thúy Anh Hoa một lần nữa kết hạt giống thời gian, dù sao trước thu thập lại nói sau. Lăng qua lăng lại đến hơn 8 giờ, hai người thở hồng học chạy tới chân núi, thu thập xong một đám Thúy Anh Hoa cuối cùng, bên này hiếm có người ở, đi xa hơn về phía bắc là rừng rậm rạp, dưới tình huống không nên dễ dàng đi qua. Linh khí chung quanh mỏng manh, dưới sự gia trị của bóng đêm bịt kín một tầng sương mù, càng làm cho người ta mâu thuẫn với sự hôn mê của rừng rậm. Rút lui, trở về tưới nước, nhìn xem có nhiệm vụ mới hay không. Không biết sư phụ khi nào xuất quan, có thể đào thêm chút gì không? Trần Sơ Tuyết nghe Dương Trần lầm bầm lầu bầu, thầm nghĩ làm một quần chúng ăn dưa, lúc sư phụ khen thưởng có một phần của nàng. Hết chương này. Chương 7 Ẩn tàng nhiệm vụ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Nhiệm vụ ẩn giấu quay trở lại Tiểu Thanh Sơn, hai giờ trôi qua, tự nhiên có tưới nước cơ hội, Dương Trần không có hứng thú, tất cả đều nhường cho Trần Sơ Tuyết. Cô gái này đang trong thời kỳ tu hành vui vẻ, nhiệt tình mười phần. Dương Trần ngồi ở phòng luyện công, sư phụ đang bế quan, sư môn nhiệm vụ không có đổi mới chẳng lẽ thành tựu như vậy ngồi thổ nạp thiên địa linh khí tăng lên cảnh giới vậy cũng quá khô khan đi có phải có chỗ mình xem nhẹ cần mình đào móc nhiệm vụ hay không tu hành đi có tu có hành có lẽ phải đi dạo dưới núi tiểu thanh tìm kiếm cơ duyên mắt đi loanh quanh bên cạnh phòng luyện công ngoài cùng bên trái là phòng tạp vật đặt quốc thùng nước và các dụng cụ tạp vật khác ở giữa là nơi sư phụ bế quan đệ tử ngoại môn khẳng định không thể đi vào. Bên phải là một gian thư phòng, cửa phòng mở ra, trong đó đặt một cái bàn gỗ, trên bàn còn kẹp một tờ giấy. Dương Trần đầu ngón tay giật giật, trong lòng tò mò, gian phòng này cũng không nói không cho vào, đi qua nhìn xem. Đi vào trong thư phòng, trên giá sách tất cả đều là một ít bút ký lộn xộn, rút không nổi, có một tầng hào quang vô hình bảo vệ. Hẳn là cấm người chơi rút thăm, bất quá từ tên sách, cũng nhìn không ra hàm nghĩa nội dung đều là kiểu chữ ngượng ngùng khó hiểu nhìn không rõ ràng trên bàn một quyển này ngược lại là mở ra cầm lấy mảnh giấy kia tờ giấy trống không không chữ càng giống là một cái đánh dấu sách dương trần ánh mắt bị mở ra trang này sách trên hấp dẫn bên trên miêu tả một vị đang dược luyện chế phương pháp khi hắn đọc xong sách tự động khép lại cửa lộ ra một người không phải là đạo cô bế quan sao sắc mặt của nàng không cam lòng Tự hồ là tức giận Dương Trần tiến vào thư phòng của nàng. Ngươi nhìn thấy cái gì? Trong lòng Dương Trần lập bộp một chút, lựa chọn ăn ngay nói thật, nói mình thấy được đan phương của hồi xuân đan, cùng với phương thức luyện chế. Đạo cô không quát lớn, mà chuyển đề tài. Chỗ ta có một phần manh mối tam thần thổ, nếu ngươi có thể giúp vi sư tìm đến, việc này sẽ không hỏi đến nữa, vả lại vi sư còn có thể truyền thụ cho ngươi phương pháp hồi xuân đan thủy luyện nhất định không làm nhục sứ mệnh mặt khác sau này không có ta cho phép không thể tự mình bước vào thư phòng dương trần nhẹ gật đầu không nói thêm nữa hiện tại đạo cô đang tức giận vuốt mông ngựa dễ dàng vỗ ở trên đùi ngựa hàng ngũ nhiệm vụ cá nhân có thêm một nhiệm vụ thí luyện hơn nữa ở phía sau nhắc nhở có thể tổ đội xem ra mình tìm đúng rồi phát động nhiệm vụ ẩn giấu nếu không dựa vào tưới nước trồng cỏ khi nào mới có thể trưởng thành thành đại tu sĩ. Đạo cô cũng không trở về phòng luyện công bế quan, hơn nữa tính cơ giới đứng ở trung ương, tự hồ đang chờ người khác đến tiếp tục đào móc nhiệm vụ. Lúc này mới đúng, có nhiệm vụ mới có động lực. Đem Trần Sơ Tuyết gọi trở về, nàng còn đang tưới nước, Dương Trần đành phải chạy tới hỗ trợ hoàn thành một khối dược điền, đều tự tăng lên một đoạn ngắn tu vi sau, dựa theo lấy được tin tức đi tìm tam thần thổ nhiệm vụ nhắc nhở tam thần thổ ở phương bắc bảy tám dặm phụ cận một hồ nước tự nhiên vẫn phải xuyên qua rừng rậm kia hoàn thành nhiệm vụ hẳn là sẽ cho một số lớn tu vi đi dương trần không nói gì mục tiêu chú ý của người này vĩnh viễn là tu vi hắn truy cầu chính là hồi xuân đan đang dược là tu hành căn bản a trong tiểu thuyết đều là như vậy viết không nói hai lời nắm chặt thời gian lên đường thải thúy anh hoa thời điểm đi qua một lần biết cái nào tương đối bằng phẳng. Thừa ánh trăng trên bầu trời, càng ngày càng tới gần mảnh rừng rậm kia. Dựa vào bước đi bảy tám dặm, sau đó ở phụ cận tìm kiếm tam thần thổ, trên đường rút ra thời gian đến xem xét tin tức chi tiết của tam thần thổ. Miễn cho sau khi nhìn thấy cũng không nhận ra, bỏ lỡ cơ hội vô ích. Trong sổ tay tu tiên cơ sở ghi lại, đất tam thần là một loại thổ nhưỡng do rùa nuốt đất phun ra, bởi vì thời gian nó nuốt buồn đất khác nhau thời gian bài tiết bùn đất cũng khác nhau bùn đất trải qua quá trình tiêu hóa nuốt chửng rùa trộn lẫn dần dần hình thành đất tam thần trọng điểm dùng để bồi dưỡng linh căng hoặc là làm thổ hành pháp khí khí phôi tăng lên pháp khí hỗn hợp tính cụ thể cái gì là hỗn hợp tính còn không hiểu lắm trên sách chỉ là miêu tả như vậy không có càng tỉ mỉ thuyết pháp dương trần đem những thứ này ghi tạc trong lòng thuận tay lột ra một cây cành vỡ thiếu chút nữa đem quần áo cắt trách nếu dựa theo tốc độ đi bộ của thế giới thực, khoảng cách 7-8 dặm, kém không nhiều hơn một giờ. Hơn nửa trèo đèo lội suối, không có đường núi thích hợp, tốc độ tiến lên càng chậm. Hai người một bên chạy đi một bên nói chuyện phím, Dương Trần là vừa tốt nghiệp học sinh, Trần Sơ Tuyết là sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hoàn toàn nhìn không ra tuổi của nàng, dĩ nhiên so với mình còn lớn hơn 2 tuổi. Đã sớm phát xong luận văn tốt nghiệp, hiện tại liền chờ năm sau thực tập, tương đối thoải mái một chút. Chuyên ngành 2 năm quả thật thoải mái hơn học thạc sĩ, có thể tốt nghiệp sớm hơn, yêu cầu đối với luận văn cũng không cao như vậy. Bội phục, bội phục, còn là sư muội có trình độ học vấn cao. Đối phương ha hả cười, cũng không phản bác. Khu rừng này yên tĩnh hơn so với tưởng tượng, không có cái gọi là sài lan hổ báo, đồng tĩnh chung quanh đều nhỏ, thỉnh thoảng nghe được động vật nhỏ không biết tên sợ hãi chạy đi. Không biết là thỏ hay gì nữa tinh cương kiếm nơi tay, còn có hàng ma sử tại thân, đụng phải xài lan lại có sợ gì, hiện tại Dương Trần có chút luyện khí sĩ kiêu ngạo. Xa xa mơ hồ có thể thấy được một mảnh hồ nước tự nhiên, hồ nước thâm thúy, cách hơn 300 mét, dưới ánh trăng hiện ra sóng gần lăng tăng. Cảnh sắc thật đẹp, phong cảnh phụ cận tiểu thanh sơn ưu việt, nhất định là nơi tu hành được đạo cô lựa chọn kỹ càng. Tiểu thanh sơn có linh khí, chung quanh cũng bị linh khí hung nhiễm, Mặc dù không đạt được tác dụng tu hành, so với phong cảnh bình thường còn tú lệ hơn nhiều. Buổi tối chơi trò chơi có một chỗ xấu, tầm mắt sẽ bị chút ảnh hưởng, ánh trăng không thể so với ánh mặt trời, cho dù nó sáng tỏ hơn nữa. Đi tới nơi miêu tả nhiệm vụ, buồn bực nhìn một vòng, bên hồ đều là ấn ký hỗn độn. Có chim, có thú, còn có dấu vết kéo dài, chẳng lẽ là phun ra nuốt vào rùa. Rùa phun ra nuốt vào thích nuốt bùn đất dưới đáy hồ nước tiêu hóa vật hư thối bên trong bùn đất trải qua xử lý dạ dày độc đáo của nó một phen đó là đất tam thần cơ sở nhất theo dấu vết phun ra nuốt vào hai người một trái một phải tìm kiếm đất tam thần cùng bùn đất bình thường chênh lệch không nhiều lắm màu sắc hơi đậm nếu như chồng chất ở giữa bùn đất không dễ dàng phân biệt ra còn có một phương pháp phân biệt chính là dựa vào linh thức đặc biệt quét hình linh thức là thủ đoạn dò xét đặc biệt của tu sĩ theo tu vi sâu sắc sẽ tự động nắm giữ môn kỹ năng này. Trong phạm vi dò xét linh thức, tam thần thổ tự nhiên có biểu hiện dị thường. Đáng tiếc hai người cảnh giới thấp kém, chỉ có luyện khí tầng 2, không có linh thức lục soát cơ bản năng lực. Ở trong một bụi có thấy được bóng dáng rùa nuốt đất. Khối người cùng sư tử đá trước cửa khách sạn không kém bao nhiêu, ghé vào trong hố đất, không nhúc nhích. Trên giáp sát thật dày dính đầy bùn đất, thậm chí mọc mấy cọng rong rêu, có mùi tanh hôi bùng dưới đáy hồ chính là mùi này, nhận thấy có người tới, thôn thổ quy xoay người, lộ ra đầu của mình, cẩn thận xem xét một phen, lại lập tức trục trở về. Thôn thổ quy thuộc về diễn sinh của rùa lục địa, lá gan rất nhỏ, linh quy lấy bùng mà sống, có thể có bao nhiêu lá gan. Đẩy nó đi, xem bên dưới có tam thần thổ hay không. Trần Sơ Tuyết gọi Dương Trần lên, muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đẩy từ phía sau, cẩn thận nó cắn ngươi. Trần Sơ Tuyết lập tức kinh ngạc, lùi lại một bước, nghi ngờ nói. Nó không phải ăn đất sao, còn cắn người. Thỏ nóng nảy còn cắn người, thôn thổ quy thuộc loại linh thú bất nhập dai, cho dù không nhập dai, cũng là linh thú mà. Vạn nhất cắn ngươi một miếng, có sợ hay không? Đối phương biểu môi, hiển nhiên tin. Một đẩy không nổi, hai đẩy không nổi, hai người từ phía sau vỗ mai rùa, muốn nó dời đi một chút, nhìn xem phía dưới mai rùa có đất tam thần hay không. Thông thổ quy giống như đã mọc rễ, không hề nhúc nhích. Hết chương này. Chương 8. Cửi rùa thiếu nữ sung sướng nhiều. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 8 cửi rùa thiếu nữ sung sướng nhiều nó tựa như một tảng đá mọc trong đất, tứ chi buộc chặt, dựa vào khí lực của hai người căn bản đẩy không nổi. Dùng vũ lực không được, thương lượng với nó một chút. Linh Quy có linh tính không biết có thể nghe hiểu tiếng người hay không, ông ý nghĩ thử một lần, ngồi xổm xuống câu thông với nó. Quy huynh, thương lượng với huynh một chuyện, ta dùng một chút đất tam thần, thứ kia huynh cũng vô dụng, dù sao cũng là rác rưởi huynh bài tiết ra, cho ta một chút là được. Thông thổ quy không có phản ứng, Dương Trần tiếp tục thương lượng. Bằng không ta dùng cái khác đổi cũng được, ngươi nhìn xem thúy anh hoa hạt giống có được hay không, linh khí bốn phía, tuyệt đối ăn ngon nói xong còn lấy ra vài hạt giống thúy anh hoa đưa qua xem nó có ăn hay không cái đầu nhỏ thò ra rụt rè thật đúng là nuốt hạt giống thúy anh hoa xuống sau đó đầu rụt lại tiếp tục bất động ta đi ngươi không thể không nói đạo lý a à, ăn cái gì tốt xấu cũng dời ổ, đừng trách anh em không khách khí a à, ngươi nếu không động ta dùng pháp khí đối phương vẫn trầm mặt như cũ thậm chí còn đánh rắm ha 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 Trần Sơ Tuyết cười lạnh, cười Dương Trần đùa giỡn, lại muốn nói chuyện với rùa, kết quả như thế nào? Người ta cho ngươi một cái rắm. Đây là mềm không ăn, ăn cứng, ta dùng hợp ông thức kiếm pháp, ngươi sang một bên. Sau khi bị nghi ngờ, Dương Trần cảm thấy cần phải vận dụng vũ lực, tinh cương kiếm trong tay, pháp lực chảy xuôi, mang theo một cổ cự lực đẩy về phía trước. Thông thổ quy trên mặt đất ăn không được lực, hơi chút tiến về phía trước một bước, lưu lại một cái rảnh. Mau nhìn xem có tam thần thổ hay không dương trần giơ tinh cương kiếm chuẩn bị đẩy về phía trước một khoảng cách gọi trần sơ tuyết qua xem chỉ thấy nàng bịt mũi dùng tinh cương kiếm trên mặt đất kéo kéo lập tức lắc đầu đều là bùn đất không có gì dị thường ta lại đến dương trần hô to một tiếng hợp bảo thức lần thứ hai ra tay pháp lực phun trào đồng thời đem thôn thổ quy dời ra ngoài nửa mét lần này có tam thần thổ hay không hai người lại gần nhìn một chút, trên mặt đất không có một vật gì, tất cả đều là bùn đất bình thường. Chẳng lẽ tìm lầm rồi, không có tam thần thổ? Có thể ở trong bụng nó không? Trần Sơ Tuyết tỏ vẻ hoài nghi, đi lên phía trước gõ gõ mai rùa nuốt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lực phòng ngự của mai rùa không tệ, cũng là vật liệu luyện khí tốt, kiếm một cái khiên dư giả. Có khả năng này, ở trong dạ dày nó sẽ chậm rãi sinh ra tam thần thổ, trên mặt đất không có, khẳng định là ở trong bụng nó, xem ra vẫn là muốn giết chết nó, người ở phía trước ngăn cản, ta dùng pháp khí. Dương Trần từ trong túi trữ vật lấy ra hàng ma sử, lại sửng sốt, chính mình vừa mới thi triển hai thức kiếm pháp, pháp lực giá trị không đủ, còn lại 86 điểm, còn phải chờ hơn 10 phút. Nếu không ta tới thử xem. Ta còn chưa dùng qua pháp khí đâu. Trần Sơ Tuyết vẻ mặt tò mò, lại sợ dương trần không muốn cho nàng mượn dùng tàn phá pháp khí ít nhất cũng thuộc toán khí nha ở giai đoạn trước rất nổi tiếng ngươi cẩn thận một chút ta hỗ trợ ngăn cản nó dương trần không nghĩ nhiều như vậy một kiện trang bị mà thôi hậu kỳ khẳng định nát đường cái mượn một chút thì sao đưa hàng ma sử qua trần sơ tuyết cầm trong lòng bàn tay quan sát một phen sau đó nhắm ngay sau lưng thôn thổ quy cảm thấy góc độ không đúng lại cố ý quay sang chính diện tới gần hai bước. Hai chân hơi chuyển hướng, hai tay cầm hàng ma sử, nhắm ngay phương hướng tráng thôn thổ quy, tư thế có chút cây mắt. Chỉ cảm thấy kim quang nổ mắt, tu sĩ linh căng kim loại càng có thể phát huy uy lực pháp khí, huống chi hàng ma sử này vốn thuộc về pháp khí kim loại. Quy lực phóng ra từ trong tay nạn càng thêm, kim quang buông xuống, nổ tung trên tráng thôn thổ quy. Rùa thôn thổ nặng nề lập tức cùng bạo, sợ tới mức nó chạy thẳng về phía trước ai nói thôn thổ quy chạy chậm, thôn thổ quy sau khi bị pháp khí quấy nhiễu, kéo chân bỏ chạy, tốc độ cũng không chậm, trần sơ tuyết trước người tránh không kịp, mắt thấy sắp bị đụng vào. Nàng Linh Cơ vừa động, hai chân mềm mại vừa hạ xuống, mượn lực ngồi ở trên thôn thổ quy. Ai, ta xuống không được. Thôn thổ quy cổng nàng vẫn bảo trì tốc độ đều đặn như cũ, không phí bất kỳ khí lực nào, chạy thẳng về phía hồ nước, càng bò càng nhanh hai tay trần sơ tuyết đặt ở trên mai rùa lục địa, thật là khả quan, chọc cho dương trần cười ha ha, mắt thấy sắp bò vào trong nước, trần sơ tuyết nóng nảy. Cũng không để ý ngã một cái, trực tiếp từ trên thôn thổ quy nhảy xuống, lăn ngay tại chỗ, dính đầy bùn đất. Tinh cương kiếm cùng hàng ma sử đã sớm ném qua một bên, đơn giản chính nàng cũng không ngại. Dương Trần cười đau bụng, nhìn Trần Sơ Tuyết vẻ mặt buồn đất chật vật không chịu nổi, thức thời ngừng cười, bận rộn ở nơi rùa đất bò sát, để lại một đống bùn đất, màu sắc khá đậm, tản ra mùi thuốc nhàn nhạt. Nhất định là tam thần thổ kia không thể nghi ngờ, có được hoàn toàn không phí công phu. Trần sơ tuyết mang theo tinh cương kiếm và hàng ma sử tới, lấy tay lau mặt, bùn đất còn phải dùng nước rửa. Đành phải xoay người đi bên hồ giặt sạch, quần áo cũng chỉ có thể quay về tông môn rồi nói. Kỳ thật em có thể tắm rửa, anh giả vờ không nhìn. Cút đi, sắc lang. Dương Trần nhìn không được trêu chọc một chút, đem đồ đạc tất cả thu lại, đánh giá trước mắt hồ nước, thôn thổ quy bò vào sau đó không thấy bóng dáng, cũng không biết nó thương thế như thế nào. Xem ra hàng ma sử không có biện pháp một lần giết chết thôn thổ quy, vậy mai rùa của nó đúng là vật liệu tốt để luyện chế pháp khí, lực phòng ngự kinh người, lại phối hợp với thổ linh căn sử dụng, giai đoạn trước có thể cam đoan vô địch. Trong lòng hạ quyết tâm, hai ngày nay phải nghĩ biện pháp giải quyết một con rùa nuốt đất đem ý nghĩ nói với Trần Sơ Tuyết, nàng cũng tỏ vẻ đồng ý, tu sĩ nếu không có pháp khí, coi như tu sĩ nào, nhất là sau khi sử dụng hàng ma sử, càng thêm bức thiết muốn luyện chế ông chúa châm. Đường cũ trở về, nhiệm vụ hôm nay xem như làm xong, ngày mai thứ bảy đi, có rất nhiều thời gian đi cân nhắc. Dương Trần tâm tình không tệ. Thứ bảy em cũng muốn đến phòng tự học, thầy không cho nghỉ, nhưng ở phòng tự học em cũng có thể lén lút chơi, hôm nay tranh thủ thời gian đi, lát nữa xuống ghen tắm rửa cả người không được tự nhiên trần sơ tuyết một thân bùn đất quả thực khó chịu đối với cô gái thích sạch sẽ mà nói trên người dính đầy bùn đất tuyệt đối là chuyện không thể chịu đựng được thân thể cùng tinh thần song trọng đã kích đường cũ trở về tiểu thanh sơn so với lúc tới còn nhanh hơn một chút trước sau dằng có chừng ba giờ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ tam thần thổ sau khi trở lại đỉnh núi đạo cô tiện tay vung lên hỗ trợ lau đi bùn đất trên quần áo, còn giao cho hai người một đạo thuật pháp tịnh thân quyết đơn giản, chỉ cần hao phí 5 điểm pháp lực là có thể bảo đảm quần áo thanh tịnh như mới. Pháp thuật không có tác dụng gì, không cần nhiều lời. Dương Trần chú ý chính là phần thưởng nhiệm vụ. Đạo cô tiếp nhận tam thần thổ, ngửi ngửi mũi, sau khi xác nhận không sai thì thu lại. Nghiêm túc trên mặt biến mất, hòa khí nói, làm không sai, so với sư phụ tưởng tượng còn nhanh hơn, xem ra ngươi tu đạo chi tâm cứng cỏi, là ta thanh sơn tông lương tài. Đều là sư phụ chỉ đạo. Dương Trần vừa thấy cơ hội, không buông tha chút nào, mong ngựa sông lên trước. Đạo cô lại tiện tay vung lên, cảm giác được một trận tu vi tăng trưởng, đồng thời con đường nhỏ trí năng nhắc nhở hắn chiếm được thủ pháp luyện chế hồi xuân đan. Dương Trần tu vi trực tiếp tăng trưởng một mảng lớn, đột phá đến luyện khí tầng 3 pháp lực giá trị gia tăng 80 điểm, đạt tới 205 trị số. Ánh mắt Trần Sơ Tuyết cũng sáng ngời, chạy chậm đi tưới nước, nạn còn thiếu 10 điểm pháp lực, là có thể đột phá đến tầng luyện khí 3, vừa vặn hai chỗ ruộng thuốc tưới nước, có thể thỏa mãn nàng đột phá. Cũng sẽ không cùng nàng đoạt nhiệm vụ tưới nước, kỳ quy thiếu nữ, không thể trêu vào. Hết chương này. Chương 9 Có gạo không có nồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương chính có gạo không có nồi hồi xuân đan là đan dược thường dùng trong kỳ luyện khí, mỗi viên hồi xuân đan có thể khôi phục 200 pháp lực giá trị, căn cứ vào dược hiệu của hồi xuân đan, lập tức khôi phục 100 pháp lực giá trị, cũng trong vòng 10 giây sau đó hồi phục 100 pháp lực giá trị khác. Đối với tu sĩ luyện khí mà nói, dược hiệu hồi xuân đan dư giả. Một khi tu vi cao, pháp lực giá trị cũng theo đó thủy trướng, khi đó hồi xuân đan dược hiệu cực kỳ bé nhỏ hai ngày nay sử dụng hàng ma sử thời điểm, đã sớm phát hiện pháp lực thiếu thốn vấn đề, sử dụng một lần liền phải nghỉ ngơi 100 phút, thật nếu là đối địch, hai người cắt đánh một chút, sau đó ngồi xuống nói chuyện phím, chờ pháp lực hồi phục lại đứng lên liều mạng. Vậy cũng quá kỳ quái. Dương Trần hưng phấn nhất chính là phương pháp thủy luyện của Hồi Xuân Đan. Phương thức luyện đan có rất nhiều loại, thường thấy nhất tự nhiên là hỏa đan, thành đan nhanh, dược hiệu tốt. Nhưng phương thức luyện đan khác chưa chắc không thể, tu hành đại lộ ngàn ngàn vạn, chỉ cần hữu hiệu là được. Hồi Xuân Đan Cơ sở hồi phục đan dược, lấy thành thục Thúy Anh Hoa, 10, phối hợp Hồi Xuân Thủy, lấy pháp lực cô động là được. Thúy Anh Hoa biết là cái gì, Hồi Xuân Thủy trong cơ sở tu tiên sổ tay cũng có ghi chép, Hồi Xuân Thủy chính tông nhất, đương nhiên là đông đi xuân đến, làng nước Xuân Giang đầu tiên sau khi tan băng cũng có thể dùng nước suối đầu tiên sau khi qua đêm trong núi, khi mặt trời mới mọc. Nước có thể dung hợp vạn vật, hấp thu tinh hoa thiên địa hồi xuân thủy, có thể đem linh tính nhu hòa trong thúy anh hoa, biến thành hồi xuân đan. Dương Trần vuốt cầm, suy nghĩ một phen, hồi xuân đan miêu tả phi thường đơn giản, hồi xuân thủy cùng thúy anh hoa đều có, hơn nữa tiểu thanh sơn cũng có điều kiện này, nhưng ít nhất phải cần một lò luyện đan A. À. Sư phụ, chúng ta có nên xây một phòng luyện đan không? Đạo cô lộ ra thần sắc suy tư, theo đệ tử ngoại môn càng ngày càng nhiều, sơn môn muốn xây dựng thêm là chuyện cần thiết. Còn phải sớm thu thập vật liệu đá, gỗ A. Trước mắt chỉ có bốn đệ tử ngoại môn, có thể an bài nhân thủ đi làm trước. Ngay sau đó, nhiệm vụ sư môn đổi mới một nhóm, trần sơ tuyết đang tưới nước vẽ mặt kích động. Nhiệm vụ đại biểu cho cái gì, đó là tu vi A. À, không giống như trong tưởng tượng của mình A dương trần muốn nhắc nhở sư phụ kiến tạo phòng luyện đan nếu không chỉ có biện pháp luyện đan có gạo không có nồi làm sao nấu cơm ăn thịt nướng a à. nói đến ăn cơm có một cái nhỏ thiết lập không có làm rõ tu sĩ là tự động có được tích cốc năng lực thỉnh thoảng sẽ tiêu hao một chút pháp lực duy trì thân thể bình thường khỏe mạnh đương nhiên cũng có thể nuốt một ít linh quả có thể đạt tới tăng cường tu vi khôi phục pháp lực công hiệu đạo cô lại nghĩ tới cái gì nhắc nhở một câu ngày thường nhàn hạ, có thể đi thanh ngư trấn dưới chân núi nhìn xem, kia có một phường thị, có lẽ có thu hoạch. Đệ tử bớt chút thời gian đi qua xem một chút, tạ ơn sư phụ nhắc nhở. Xem như đào ra một ít nhiệm vụ, tuy rằng không phải phương diện luyện đang mình muốn nhất, miễn cưỡng có thể tiếp nhận đi. Dương Trần đứng dậy cáo lui, mở ra sư môn nhiệm vụ nhìn một chút. Nhiệm vụ chặt cây, vật liệu đá có thể thử trước, xem phần thưởng nhiệm vụ như thế nào. Ngày mai dành thời gian đi thanh ngưu trấn xem một chút, cũng coi như sớm an bài nhật trình. 10 giờ rưỡi tối, bên kia còn đang tưới nước, Dương Trần Thuận tiện đi xem xu thế tăng của Hoa Thúy Anh như thế nào. Hiện tại đã biết phương pháp luyện chế hồi xuân đan, thu thập Thúy Anh hoa trước mới là chính sự. Bất quá đây là dược điển của tông môn, sau khi thành thục, đồ vật thuộc về tông môn sở hữu, muốn trao đổi phải dựa vào nhiệm vụ cùng cống hiến. Cũng là chuyện sâu người chính mình khai khẩn một chỗ dược điền, cần hao phí tinh lực đi xử lý. Hai giờ tưới nước một lần, đoạn một lần, Thúy Anh Hoa trưởng thành liền trì trệ không tiếng. Phải tưới đủ nước 10 lần mới chín. 16 mét vuông dược điền, một lần có thể thu hoạch 16 đám Thúy Anh Hoa, một đám 10 đóa. Đào đi tổn hao trong quá trình, thu hoạch một lần trên dưới 150 đóa. Có thể luyện 15 lần đang dược, cuối cùng thành đang số lượng, còn phải xem hắn luyện đang may mắn. Phát sâu cái gì, hiện tại có nhiệm vụ, khi nào chúng ta đi làm. Ngày mai lại làm, anh đang suy nghĩ đại sự, nói em cũng không hiểu. Anh không nói làm sao em hiểu, em đi múc nước trước. Trần Sơ tuyết vội và chạy xuống, đánh thêm một thùng nữa là xong việc. Hoa Thúy Anh trồng đầu tiên có xu hướng tăng rất tốt, có thể nhìn thấy dấu hiệu trên Hoa Thúy Anh ngày 4 tháng 10, đại biểu khoảng cách chính còn có 6 lần tưới linh thủy mỗi lần hai giờ thời gian làm mát mấu chốt hiện tại người chơi không nhiều lắm cho dù thời gian làm lạnh đến cũng chưa chắc có người đi tưới nước trước tiên vẫn là chờ open beta về sau nhiều tuyển nhận một ít ngoại môn đệ tử nhiệm vụ sẽ bị cướp làm nhất là nhiệm vụ cơ bản đơn giản không cần động não làm việc phải nghĩ đến việc bị kẹt ở ngọn nguồn chỉ dựa vào làm ruộng không có tiền đồ dương trần cảm thấy mình vẫn là muốn đi phường thì nhìn xem gặp việc đời mới biết nên hướng nào cố gắng có quyết định này cùng trần sơ tuyết chào hỏi trước lo cút nghỉ ngơi nằm ở trên giường đặt cái đồng hồ báo thức sợ ngày mai ngủ quên mở điện thoại ra xem một chút tin tức liên quan du thủ tu tiên mở ra thông đạo hẹn trước khoảng cách open beta càng gần cường độ mở rộng càng lớn có lẽ ngày mai có thể nhìn thấy người chơi mới tìm kiếm một chút topic tu tiên còn chưa thành lập cảm giác thông qua điện thoại di động đăng ký một chút, người sử dụng hoạt động đăng ký trên 30 ngày, đều có thể tạo tô thiết. Bất quá nội dung tên không thể bao hàm vi phạm, bình thường trò chơi trao đổi bài phột rất dễ dàng xin thông qua. Đầu nghiêng một cái, duỗi chân tắt đèn, ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau, bị đồng hồ báo thức đánh thức, đang ngủ say, tiện tay tắt đồng hồ báo thức đi. Chịu đựng đến 8 giờ rưỡi sáng, mới lười biến tỉnh lại. Tà kháo chưa tỉnh ngủ. Dương Trần bỗng nhiên nhớ tới hôm nay còn phải chơi game đây, đánh cái thông minh đứng lên, dùng nước lạnh lau mặt, càng thêm tinh thần. Không có thói quen ăn điểm tâm, đặt trước bữa trưa bên ngoài, hạ quyết tâm chiến đấu hăng hái một ngày. Sau khi đeo kính xong, thân ảnh xuất hiện ở thế giới tu tiên, ngửi mùi thơm tươi mát của cỏ thơm, tinh thần cũng nhiều hơn. Chỗ dược điền có một bóng người, thông qua danh sách sư môn, có thể nhìn thấy người chơi online Gọi Chu Kiến Quân Cái tên này vừa nhìn cũng không phải là người trẻ tuổi A Dương Trần hít mắt nhìn sang Người này đang mang theo thùng nước tưới nước Khoảng 60 tuổi Tóc hoa râm Phối hợp với trang phục cổ phong Hơi có chút tiên phong đạo cốt Chu Kiến Quân cũng gặp được Dương Trần Đứng dậy chào hỏi Nhìn vẻ mặt hiền lành của hắn Dương Trần cũng lại gần tán gẫu hai câu Vị đại gia mặt chữ quốc này Là giáo viên thể dục về hưu Ở nhà nhàn rỗi không có việc gì lúc khuê nữ hỗ trợ mua quần áo, tặng kính du lịch tu tiên, lúc này mới thử nghiệm. Cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể làm du lịch tu tiên, so với buồn bực ở nhà xem tivi thoải mái hơn. Đại gia, tôi đi làm nhiệm vụ khác, lát nữa chúng ta lại nói chuyện. Đi 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 đi, ta chăm sóc những hoa cỏ này, rất thú vị. Dương Trần móng tay giật giật, tìm những này tâm tư nặng nề lão đại gia chăm sóc hoa cỏ, hẳn là ý nghĩ không tồi bọn họ thời gian dư giả, nhàn rỗi đến nhàm chán, có rất nhiều tinh lực đến trò chơi trồng hoa trồng cỏ. Hơn nữa trong trò chơi hoa có chủng loại phong phú, tuyệt đối là bọn họ chưa từng thấy qua chủng loại. Nghĩ những thứ này, tiếp lấy hái đá nhiệm vụ, hắn có hàng ma sử, không cần từng khối từng khối thu thập, tìm đúng địa phương nổ một chút, liền có thể được đến một nhóm vật liệu đá. Mấu chốt vận chuyển là một vấn đề, nhiệm vụ vật liệu đá cùng nhiệm vụ đốn cây cũng không tính là khó, hao phí nhân lực, cần nhiều người hợp tác. Hết chương này. Chương 10 Thanh Ngưu Trấn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Thị trấn bò xanh nhiệm vụ sư môn tạm thời treo lên, một mình hắn cũng không chuyển được bao nhiêu hòn đá, trừ phi có một túi trữ vật tốt một chút, đem hòn đá bỏ vào, một lần có thể lấp đầy một lập phương nếu từng khối từng khối chuyển lên núi nặng chuyển không nổi nhẹ không có ý nghĩa chuyển nửa ngày nhiều nhất hoàn thành một lần nhiệm vụ có lẽ là chủ nhật nguyên nhân chờ dương trần trở về đỉnh núi thời điểm nhìn thấy đạo cô kia lại có người mới tới là cái tuổi trẻ tiểu tử vừa mới bái nhập sư môn không có quá nhiều hiểu biết theo trò chơi mở rộng nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều đồng môn chẳng lẽ còn muốn nhất nhất nhận thức hay sao dương trần theo đường núi đi xuống bắt đầu đi tìm thanh ngư trấn làm một cái luyện khí tầng ba tiểu tu sĩ còn không có kiến thức qua linh thạch cũng không biết đi cái kia thanh ngư trấn có thể mua cái gì coi như một tiểu tử ngốc vào thành chỉ nhìn không mua mới vừa đi tới chân núi có tin tức gửi tới là trần sơ tuyết lấy đá ở đâu vậy chờ anh nhé ta không làm nhiệm vụ chuẩn bị xuống chân núi xem thử vậy cũng chờ ta lập tức tới đành phải tựa vào một cây thông ven đường, vừa suy nghĩ đồ trên tay. Túi trữ vật trách nát một cái, pháp khí tàn tạ một cái, cứng rắn muốn nói, phần đan phương hồi xuân đan kia cũng coi như một cái, hạt giống thúy anh hoa không đáng giá tiền đi. Mười phút đồng hồ, trần sơ tuyết một đường chạy xuống, luyện khí tầng ba về sau, tu sĩ thân thể lần nữa rèn luyện, leo núi chạy đi cũng không cảm thấy thở hổn hỉnh. Nếu thật sự từ trên một ngọn núi mấy trăm mét chạy xuống, hai chân đã sớm bị chuột rút. Nhất là trạch nam không vận động, thân thể rất cặn bã. Hiện tại nhân thủ ít, khai thác đá, đốn cây hiệu suất quá chậm, chúng ta trước đi thanh ngư trấn đi dạo, đem tin tức trực tiếp cầm trong tay. Có lý, tin tức trực tiếp rất quan trọng. Trần Sơ Tuyết Nghiêm Trang Phụ Họa Phụ cận có 5 tòa Linh Sơn, Tiểu Thanh Sơn, Tiểu Toàn Sơn, Tiểu Đức Sơn, Tiểu Hùng Phong, Tiểu Tùng Sơn, cái tên này cũng không biết ai đặt, thật con mẹ nó rất cấp bậc. Dưới chân năm tòa Linh Sơn, cùng nối liền với Thanh Ngưu Trấn, coi như là nơi giao dịch của tất cả luyện khí sĩ sau này. Phương thị tồn tại, chính là vì thuận tiện cho các tu sĩ lấy vật đổi vật, lén lút giao dịch. Thanh Ngưu Trấn so với trong tưởng tượng còn hoang vu hơn, một con đường lớn xuyên thẳng, hai bên trái phải chằng chịt ba gian phòng nhỏ. Gã sai vặt chán đến chết ngồi ở trên cửa, chờ khách nhân tới cửa. Mười mấy cái tán tu, đem quầy hàng đặt ở thanh ngưu trấn trung tâm, làm nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, chờ lấy tu sĩ hỏi thăm. Dương Trần hai người từ phía nam đi tới, hai mặt nhìn nhau một phen, vẫn là giữ vững tinh thần hướng thanh ngưu trấn chạy. Trước quét mắt nhìn mặt tiền cửa hàng, một nhà gọi tử phúc cát, chuyên môn thu thập, chào hàng linh đang dịu dược, bao gồm dược liệu trân quý. Một bình hồi xuân đang có thể bán được khoảng 5 linh thạch. Một bình bình thường là chín viên đang dược, hồi xuân đang giá cả là nửa viên linh thạch, bên trên có di động. Đang dược khác cũng không biết, một viên linh thạch là có thể đổi một bình kim sang dược, dùng ngoại thương ngoài da, thuốc đến cầm máu. Hai người không có hứng thú gì, trước tiên đi vào huyền bảo cát của lộ đông, trên giá đặt hơn 10 món pháp khí, huyển quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn liền phi thường không tầm thường. Gã sai vặt ở cửa hứng thú, đánh giá hai người, tuy có nghi hoặc nhưng vẫn khách khí hỏi hai vị khách quý muốn mua loại pháp khí gì, huyền bảo các chúng ta là cửa hàng nổi danh ký châu, chỉ cần ngại mở miệng, cam đoan có bảo vật hài lòng. Xem trước đi, không vội. Dương Trần làm bộ làm tịch đi tới, kỳ thật là có chút trục trè, trên người ngay cả linh thạch cũng không có, cùng người cãi cọ làm gì. Ánh mắt quanh quẩn trên kệ hàng một phen, giá cả bình thường khoảng 20 linh thạch, đây là báo giá của pháp khí sơ dai mà phẩm chất không tệ có thể đạt tới hơn 30 viên linh thạch. Về phần pháp khí tàn phá, phỏng chừng chỉ có giá trị 4 năm linh thạch. Trần sơ tuyết lè lưỡi, nàng trực tiếp nhìn tầng trên cùng, cao giai pháp khí giá cả tại 200 trở lên, trung giai pháp khí tại 50.150 linh thạch trung gian di động. Gã sai vặt hào hứng nhất thời biến mất, hắn tốt xấu gì có chút nhìn mặt bản lĩnh, biết hai người này không có mua thực lực. Đương nhiên, bổn điếm còn ủng hộ nghiệp vụ cho thuê, chỉ cần bảo đảm linh thạch nhất định, có thể hưởng thụ pháp khí cho thuê. Một kiện pháp khí sơ dai, 30 ngày chỉ cần hai viên linh thạch. Chúng ta suy nghĩ một chút. Trần Sơ Tuyết đang nói chuyện, cầm lấy Dương Trần đi ra ngoài. Dù là ánh mắt nàng nhìn pháp khí, cũng hiểu được lập tức không có linh thạch đi mua. Còn lại một gian khác tiểu điếm, không phải pháp khí, cũng không phải đang dược, mà là tin tức trai chỉ cần tiêu phí linh thạch nhất định là có thể mua các loại tin tức trong đó, bao gồm một ít linh vật hiếm thấy manh mối, thậm chí một ít cổ sư tu sĩ động phủ bí ẩn. Vẫn là câu nói kia, không có tiền. Dương Trần sờ sờ cái mũi, tự hỏi làm sao mới có thể kiếm linh thạch. Trước mắt trong nhiệm vụ sư môn cũng không có phần thưởng liên quan đến linh thạch, dựa vào thăm dò của mình đi sờ, chỉ có phường thị trấn thanh ngư trước mắt. Ánh mắt lướt qua đám tán tu, mấy thứ này tương đối thân dân. Một miếng vải rách đặt xuống đất, bên trên đặt bình lọ lọ, còn có chút bùa chú tự vẽ. Dương Trần ánh mắt tại một cái trúc đỉnh trên, hắn bức thiết muốn tìm kiếm một luyện đan pháp khí, hoàng hồ trúc đỉnh trên có thật nhỏ vết nứt, cũng là một kiện tàn phá pháp khí. Bày sạp tán tu dáng người gầy gò, một đôi mắt ưng có thần, mang theo một chút xảo trá, vừa nhìn chính là tu sĩ khó chơi. Dương Trần kiên trì dựa vào, ở quầy hàng nhìn một vòng, sau đó mới cầm lấy trúc đỉnh nhìn một chút. Thứ này bán thế nào? Ưng ừ nhãn tán tu vẻ mặt lo lắng cũng không ngẩng đầu, báo một con số. 12 dương trần hậm hực, 12 viên linh thạch, đây không phải là vô nghĩa đâu. So với một kiện bình thường sơ giai pháp khí đều không rẻ, vừa rồi huyền bảo các bình thường pháp khí mới 20 viên linh thạch. Cái kia, có thể rẻ một chút không? Cũng không biết giữa tu sĩ có thể co kè mặt cả hay không, giống như mua quần áo. Thanh âm đối phương âm lãnh. Thích mua hay không mua? Dương Trần cũng muốn run rẩy, cùng tán tu câu thông có chút khó khăn, hơn nữa tu vi đối phương cao hơn ngươi, cùng khi còn bé đối mặt chủ nhiệm lớp giống nhau, trong lòng run sợ. Có thể trao đổi hay không? Ta có một kiện pháp khí tàn tạ, còn có một túi trữ vật tàn tạ. Dương Trần Chân Hạ quyết định lớn nhất, trúc đỉnh này đối với hắn đặc biệt quan trọng lấy ra hai kiện pháp khí trên người, để cho đối phương liếc mắt một cái. Tán tu cầm qua dò xét một phen, lại nhìn túi trữ vật. Bao gồm cả Thúy Anh Hoa, đồng ý liền trao đổi. Đồng ý, đồng ý, quyết đoán đồng ý. Đem đồ vật đưa qua, Dương Trần lập tức bắt được Trúc Đỉnh, cẩn thận dò xét một phen. Văn, lầm lẫn, giả dối. Điểm giá trị 43 phép thuật tiêu hao Cao năm thuộc tính gỗ không giống với tiêu hao rõ ràng của hàng ma sử, tiêu hao pháp lực của Hoàng Trúc Đỉnh chỉ có một đánh giá cao, có thể xem tình huống ôn dưỡng đang dược mà định ra, công hiệu đang dược càng tốt, tự nhiên tiêu hao càng cao. Hít sâu một hơi, toàn bộ gia sản đổi lấy thứ này, cũng không biết có chính xác hay không. Đừng qua tán tu ánh mắt, đi khác quầy hàng nhìn một chút, chỉ nhìn lại không cần tiền. Cuối cùng dừng lại ở một vị tán tu thân dáng người thấp béo, ánh mắt rất nhỏ, cười hiếp mắt nhìn chầm chầm Trần Sơ Tuyết, mặt mang sắc mặt. Dương Trần đi tới, nhìn hàng hóa của người lùng mập, tất cả đều là phụ lục cấp thấp, trên giấy vàng khắc đường nét phức tạp, không biết quy lực như thế nào. Phụ lục chế tác cũng là một môn tài nghệ, không có người chuyên môn truyền thụ, sợ không tới trong đó phương pháp. Hết chương này.